báu đang say sưa quá độ. Kinh khủng như lửa rừng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho con biết tự tín hiệu. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để lễ bái Tam Bảo ạ. Sabge kame charu pe kiri sikaratate antalikhe vimane tibe ratte jagame taruvanagahane ge hawatham hi khatte phom ma cha yan tu de wa cha la pha la vi sa me yak tha gan tham ba na ga than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me su nan tu tham ma sa wa na ka lo ayam pa dan ta Thamma sawanakalo ayam padanta Thamma sawanakalo ayam padanta. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càng các bà cùng lông hương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thịnh hội họp lợi đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahan cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahan cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc Arahan cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti biso Bhagava Arahan. Đức Thế Tôn hiệu Arahan bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền khiên tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho. Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, từ ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vicca Charana Sampanno. Đức Thế Tôn hiệu Vicca Charana Sampanno bởi ngài toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Sugato. Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh, bất diệt đại niết bàn. Lokavidu. Đức Thế Tôn hiệu Lokavidu bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Purisadammasarathi. Đức Thế Tôn hiệu Purisadammasarathi bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha Deva Manusanang. Đức Thế Tôn hiệu Sattha Deva Manusanang bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Buddho. Đức Thế Tôn hiệu Buddho bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Bhagavati. Đức Thế Tôn hiệu Bhagava bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Athime saranang anyang buddho me saranang warang ete na sakcha wacce na hotu me chayam mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con.
y như lời chân thật này. Sakkhato Bhagavata Dhammo, nghĩa là Tam Tạng Pháp Bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Dhammo là pháp có chín hạn, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Akasandhitiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bacchatang Veditapo Vinyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết, được thấy tự nơi tâm. Natime saranang anyang thammo me saranang warang ete nasak chawatche naho tume chayamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Supatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các bậc kinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Uchupatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các bậc kinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo thánh pháp. Nyayapatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các bậc kinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sammicchipatipanno Bhagavato Savakasangho, tăng là các bậc kinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidang chat Taripurisa Yogani, tăng nếu đến đôi thì có bốn bậc: tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Atthapukkala, tăng nếu đến chiếc thì có tám bậc: tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàn, tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Esa Bhagavato Savakasangho, chư tăng ấy là các bậc kinh văn đệ tử Phật. Ahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín ở phương xa cho những người có giới hạnh. Bahuneyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Dakkhineyo, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalikaraniyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punyakhetang Lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natthime saranang anyang sangkho me saranang warang ete nasakcha vacche naho tume chayamang galang. Chẳng có chi đáng cho con phải đương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Vanda mi che ti yang sampang sampathane supatitthitang saririkatha tu maha potin potharupang sakalang sadha
Vanda mi che ti yang sampang sampathane supatitthi tang sari Mahapothin Buddharo bang sakalang sada Vanda mi che ti yang sampang sampathane supatitthi tang sari rikatha tu Mahapothin Buddharo bang sakalang sada. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, nộp xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, nộp xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, nộp xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo, phân minh kết thành. Sabbe satta awe rahon tu sukhita hon tu nit dukkha hon tu abhya pancha hon tu anika hon tu dikha yuka hon tu aroga hon tu sambatti hay samichan tu sukhi atta nang pariharang tu dukkha patta janit dukkha phayam patta janit phaya so khắp bát ta chân ít so kha hồn tu sắp bê bì ba nị nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có ăn trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Dân hoa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa màu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Đạt Ma, nguyện xa nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa màu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa màu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Chà, con thấy sư Trí Đức cũng chưa có vào room nữa. Dạ, hồi nãy hình như sư có vào, hồi sư bị cái mạng có vấn đề hay sao. Cô ơi, vậy bây giờ con xin giới luôn hả cô ha? Hay là mình đọc kinh mình chờ sư cô? Dạ. Vậy mình xin giới hả cô? Tiếp tục là đọc kinh hả cô? Hay là xin giới cô? Vậy mình đọc mình chờ hả cô ha? Xin giới. Ồ, ok. Dạ. Dạ.
Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con thọ trì tam quy và bát phục và ngũ giới ạ. Ukasa ma yang pante wisung rakhanattha yati sarane nasaha pancasila niyachama. Bạch quá đại, kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con dự hành theo cho được sự lợi ích. Ta ti dâm đủ ti dâm bi ma yang pante wisung rakhanattha yati sarane nasaha pancasila niyachama. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để con dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dâm bi ma yang pante wisung rakhanattha yati sarane nasaha pancasila niyachama. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự lợi ích lần gì. Bi ma yang phần tê quy sung rakhanattha yati sarane nasaha pancasila niyachama. Kính bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Banatipata. Dạ con sám hối, con lộn. Buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bi buddhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyam bi thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam bi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bụt thăng saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy hy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thammang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sangkhang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Banatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là. Dạ. Dạ con. Dạ con kính thỉnh. Dạ con kính. Dạ con kính lãnh lễ ngài Chí Đức vừa đến với đạo tràng ạ. Dạ con kính thỉnh ngài truyền. Dạ con mới đọc à, dạ truyền ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con à. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài. Dạ sa thú, con xin xuống mít ạ. Dạ con, dạ đường truyền yếu, dạ, dạ con, dạ xin, dạ con xin tiếp tục ngũ giới ạ. Dạ con xin đọc lại. Banatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Khame Sumicchachara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada
Quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vân dự điều học là biết tránh xa sự nói dối. Sura Meraya Machapa Madathana. Quê Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vân dự điều học là quý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Uttamange na vande hang ba da pang sung wa ruttamang putthe yo kalito do so putho khamatu tang mamang. Con xin cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang tham măng cha du vi tham qua răng tham mê yo kalito do so tham mô khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ác tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khang cha du vi thot tamang sang khe yo kalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con xin cúi đầu, con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Yang kin chi ku salakam mang katambang kiri yang mamakaye na waca manasa tidase sukatang katang ye sakta sanyino akti ye ca sakta asanyino katang punya palang mai hang sambe pagi pawantute. Ye tăng ca tăng suy đi tăng đến năng buôn nhà pha lăng mà giả ye cha tắc thana cha năn ti đề qua gần toa ni quê đa dung sắp bê lô cầm hi ye sắc ta chi quan ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhăn phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ha ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để giúp khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Kệ khuyến tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi lợi lắm làm chi, bả công danh bọt nước có ra gì, mùi phú quý nhưng phần mây tan hiệp, sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đời, cái tự sanh theo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sanh tử thấy liền trước mắt, đám cô phần đa thị thiếu niên nhân, cái thân này là cái giả thân, nay còn đó ngày mai chưa chắc được. Phần nỗi bệnh nỗi già phúc vượt, sống trên đời sống được bao lâu, mới mài xanh kế đã bạc đầu, rồi lại đến hoa khâu một nắm. Than ôi tam thống khí tại thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư, muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời thôi cũng dứt. Nào của cải vợ con tài vật,
nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Nghĩa tàu khác có kẻ chẳng bền lòng, đành cải giá để mong chồng khác. Bỏ con dại mặc đời hành phạt, nghĩ cuộc đời ngẫm lại thật buồn tên. Hết mê danh, mê lợi, mê tình, toan mượn thú già lao phong cảnh. Ngẫm cuộc thế vui gì tranh cạnh, lại ngây tình vợ vợ con. Thà sớm trưa vui thú nước non, chiều lại niệm á sa hăng Đức Phật. Mong giải thoát lánh xa vật chất, sợ luân hồi toan yểm sự hành vi. Ở thế gian nhiều chuyện thị phi, vào cửa Phật từ bi thị xã. Qua biển khổ mượn thuyền Bát Nhã, rửa bụi trần mượn nước Amata. Nguyện sao thoát khỏi xa bà, về Phật quốc vui miền Cực Lạc. Kệ Bá Nhẫn. Sự nóng giận rất nhiều mãnh lực, khi phát sanh tích cực vô cùng. Muốn men la ó lung tung, xanh mặt mắt đỏ giận rung cả người. Ráng dập tắt tánh tình sân hận, tiền đức xưa căn dặn lắm lần. Người mà tánh nết không sân, nhậm ba la mật khỏe thân lạ thường. Người muốn thắng để nhường người thắng, hay giỏi chi cứng rắn tranh đời. Làm thinh chẳng thốt một lời, giữ thân nhẫn nại không rời Phật ngôn. Đối khác vẫn ôn tồn thái độ, hoặc tham sân đau khổ si mê. Nhịn sự vui thú hỏa nguê, nhịn luôn những tiếng khen chê của đời. Nhịn cả thảy những lời đâm thọc, nóng lạnh cùng rắn độc các loài. Rủi ro gặp lúc nạn tai, cũng đều nhịn hết chẳng sai tất lòng. Nhịn cả thảy mũi mồng gió nắng, mới gọi là bát nhẫn trăm lần. Phước báo to lớn muôn phần, theo lời Phật dạy ân cần suy tôn. Các pháp nhẫn suy tồn của quý, cả thảy ai thượng trí trong đời. Sửa trao sắc đẹp cho người, đều do nhẫn nại pháp thời Phật tháp thật, pháp thời thật cao. Pháp nhẫn nại khác nào kiều lộ, hoặc ví như xe cộ rước người. Hiền nhân trí thức trên đời, sanh về nhàn cảnh cõi trời thiếu chi. Nếu gồm đủ nhiều khi phước đức, nhập niết bàn lập tức chẳng sai. Nhẫn nại hạnh phúc hỡi ai, không hao của cải phước hoài chảy vô. Mỗi người thảy hoan hô khen ngợi, đến xứ nào được lợi như thường. Chư thiên người thảy tiều thương, do nhờ nhẫn nại thường thường quen tâm. Xin nhắn nhở người tầm đạo đức, trì giới là ráng sức tham thiền. Bố thí nhẫn nại chẳng kiên, bao nhiêu công quả phước điền như không. Dạ con đã thấy đến giờ. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và ngũ giới. Dạ con kính chào chú Kinh vừa đến với đạo tràng. Dạ sau đây con cô chú cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa phagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma de sanna ya chana gatha. Brahmacalo katipati sahambati katanchali antiwarang aya chatha. Santi thasakta parachakkachatika deise tu thammang anukambimang bachang.
sắp thăm ma phê rin quy na dân cha ca dân suốt tân cha bân thăm a phi thăm ma chấm măng a cô ta dân tô cha tu sắp cha đăng đăng bắp bồ tha nây dê bà ri sa dạ mặt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáo vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh chú kinh từ bi hoan hỷ cầm mít để cho đạo tràng chúng con có một buổi học ngày hôm nay, vi diệu pháp học cầm. Và con kính mời bàn tay của chú. Và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm vừa đến với đạo tràng. Dạ, con kính thỉnh bàn tay của chú ạ. Con kính dâng mít lại cho chú. Dạ, con xin xuống mít ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thầy ạ. Nam Mô Tham Mà ạ. Nam Mô Sa Khả ạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, hôm nay mình tiếp tục ha, tiếp tục kỳ đứa học không biết tới đâu, học cái tâm sở cái gì bên này. Ok, rồi trước khi vào học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho Bhagava Buddhang Bhagavan tang apivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang namami Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Samma sambuddhamatulang sasattham maganuttamang apivadiyathasissang apithammattasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khả. Kính thưa quý vị, thì trước mình học với tập sở nào ha, tầm tứ tháng giải tới tháng giải. Ok, rồi kỳ này mình sẽ học tiếp cần học sẽ cần học sẽ hỷ rồi ha, học tới đâu hay tới đó thì tùy theo cái thời gian. Thì trước khi vào cái buổi học chính thức mời xin được Quỳnh post cái bài Bali, một cái bài Bali cũng là mới đưa xin sau này. Mời quý vị lên cùng nhau mình đọc Bali trước mà làm cho nóng máy ha, cho cái buổi học được hoạt động cho nó tốt đẹp. Rồi, ok. Rồi, alo. Rồi, nghe rõ chưa? Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nghe không? Ok. Tại người ta nói nhỏ nhỏ vậy mà nói thỏa thẻ chút xíu để giữ giọng lát còn nói nữa thôi, cứ bắt nói lớn được quá. Bây giờ xích đưa luôn cái phần đi không á, đưa phần Bali lên trước để cho đọc rồi cái phần tiếng Việt thì đưa sao.
Cái phần Bali trước, và cái bài này cũng giống như cái bài cũ thôi, nhưng mà mình nó kiểu khác thôi. Bài mới đó, đưa cái bài mới đó. Mới cái bài mới lên. Rồi, đó là cái bài mới là Sếp Nhật Quỳnh Boss lên ha. Thì cái chữ đầu tiên trước khi vô cái đó là phải đề chữ che tá xích khá. Che tá xích khá đầu ha. Ở trên trước khi vô cái câu dưới đó là che tá xích khá. Là tâm sở đó. À. À, giờ để chúng tôi đọc sơ trước, quý vị nghe sơ trước ha. Để nói gì khác, có câu câu đầu chút xíu thôi. Chê ta xích khá, đó là cái chữ đầu tiên nha ha. Rồi e cúp ba đá ni rô tha cha e ca lăng ba nó quắc thú ca chê tô dứt ta duy banh nha sa thầm ma chê ta xích khá mát ta. Đó tức là cái câu đầu đó, đúng rồi câu đó đó. Chê ta xích khá là tâm xã nha. Chê ta xích khá e cúp ba đá ni rô tha cha e ca lăng ba nó quắc thú ca chê tô dứt ta đi bàn nhà sa thầm ma chê ta xích khá mát ta đi bàn nhà sa chê ta xích khá sắp ba chít ta sa thà ná sắp ba chít ta sa thà ra nà sắp ba chít ta sa thà ra nà có bảy ca thăng thế nào là ca thăng một phát xô hai quê đó na ba xanh nha bốn chê tá na năm e cách cái ta sáu chi quy tình trí giang bảy manasika rô cha trí sách tí mê chê tá sĩ ca sắp bách chích tá sa tha đó na na má nó có thêm một chút xíu những cái đoạn nó khác chứ ha bây giờ để ý mấy cái đó có xíu rồi bắc kinh nó ca có sáu một quy tắc cô hai quý cha rô ba á thi mốc khô bốn quý dân năm bì tí sáu chăn đô cha tí cha y mê chê tá sĩ ca bắc kinh nắc ca na má ê quá mê tê chê tá sĩ ca anh nhá sa ma na tí quê đi tập ba à là mấy cái đó rồi tiếp theo rồi akusala có 14 một mô hô hai á hi rít căng ba á nót tập bằng bốn út thắt chăng năm lô phô sáu đít thí bảy ma nô tám đô sô chín ít sa mười mắt cha ri dân mười một cút cút chăng mười hai thi năng a mít tăng mười bốn quý chí kích cha cha tí cút nó cha tí cút ta si mê có câu đó không cha tí cút ta si mê chê ta si kha akusala nama akusala nama chứ cha tí chút ta si mê chê ta si kha akusala nama rồi đó là xong nguyên cái phần là về cái phần Bali những cái tâm sở mình đã đọc từ trước đó, mà giờ mình gom là đọc theo kiểu khác à, đó thì để cho quý vị có cái bài để mình luyện cái giọng mới luôn ha. Rồi xin tạm lời mời quý vị quan hỷ lên đọc cho nó ngon lành ha. Nhà nó mời quý thầy ạ. Dạ sa thú kính cảm ơn. Huynh kinh Nam Mô Bích Thà Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Kha Giác. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Tọa Thanh Tâm, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ con tri ân sư, dạ cảm ơn Thích Trần Đạo, cảm ơn Nguyên Trang. Dạ con thấy sư có trước máy, sư có đọc bài không bạch sư? Dạ sư có đọc bài thì
con sẽ post lên từ từ để sư đọc à. Sư đọc con canh sư đọc gần xong cái câu đó, con sẽ post cái câu tiếp theo. Dạ sư có nghe được âm thanh con không? Dạ con kính nhân bích định sư. Nam mô Bích Tha giá, dạ đạo tràng chúng con không có nghe được âm thanh của sư, dạ con xin phép để hạ mic của sư xuống. Dạ sư, nếu sư nghe được âm thanh của con cung thỉnh sư trở lại đạo tràng. Dạ cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con không biết sao cái nick Nam Nguyên này nè bạch sư, ngày hôm qua tới giờ dạ không có, sư cầm mic không, đạo tràng không có nghe được, sư có thể đổi máy bạch sư. Dạ vậy bây giờ thì con cung thỉnh kính mời bàn tay quý vị à. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Hoa Anh bây giờ có nghe không, có nghe được âm thanh của Nhật Bình không Hoa Anh? Dạ có nghe được không? Dạ đạo tràng có nghe được không? Nhỏ lắm phải không? Nam mô Bích Tha giá. Nguyên Trang rõ, đằng đạo có nghe rõ không? Dạ Huynh nghe rõ. Dạ dạ cảm ơn Phạm Vượng. Dạ bây giờ thì bài này hiện tại thì đang là chữ Bali không à, mà Phạm Vượng thì chưa đọc được Bali nên chưa có dám mời Phạm Vượng, chứ hôm trước thấy Phạm Vượng cầm bích được rất là mừng. Ồ nghe nhỏ hả, biết làm sao đây. Dạ nếu Nhật Quỳnh tăng cái lo lên nữa thì sợ đạo tràng nghe giống như Nhật Quỳnh la làng đó, Nhật Quỳnh sợ cái cảnh đó. Dạ vậy thôi thì nhà Nhật Quỳnh sẽ tăng thêm một chút xíu, tăng thêm một chút xíu thôi. Dạ chứ để âm thanh mà lớn quá thì giống như mình la làng. Dạ mà nhỏ quá thì không được. Nam mô Bích Tha giá. Dạ bây giờ Hoa Anh nghe được chưa ạ? Dạ Hoa Anh nghe được chưa? Tăng chút hả? Tăng nữa hả Nguyên Trang? Giống như Quỳnh Kinh hồi nãy nói á, nói chuyện vậy chứ mà Nhật Quỳnh mà đọc kinh cái là nó to lên liền à. Không biết tại sao. Dạ bị rầy hoài chuyện đó Nguyên Trang nhớ không? Dạ thấy cái đọc kinh là nó to lên à, không biết lý do gì. Dạ bây giờ thì kính mời bàn tay quý vị để Nhật Quỳnh bớt bài ạ. À. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nam mô Bích Tha giá. Xin Nhật Quỳnh ơi. Alo. Bỏ cái duy ban nhà xá chè ta sẽ khá là xuống phần dưới chứ không phải là nằm trên câu đó. Câu đó tới giữ mắt ta là hết rồi ha. Chè ta sẽ khá là ra chính ha. E cúp bà đá ni rồ thá cho e ca lăng bá na quát tu ca chè tô yút ta duy ban nhà xá thăm chè ta sẽ khá mắt ta. Ở đây là hết. Là câu đầu. Ở cái duy ban nhà xá chè ta sẽ khá là xuống câu dưới. Viết chung vậy cái nó thành lên tôi tưởng câu trên à, xít bọn lát bỏ nó xuống cái phần dưới đó. Phần dưới thì nó mới đúng hơn đó. Vi bành nhà sa chề ta xít khá rồi mới sắp bách chít ta xà thà đó nè đó, nó đi xuống dưới đó, nó xuống cái phần dưới đó chứ mình gửi lên chung lượt cái người ta không hiểu có hai chấm này chi, đâu có hai chấm đó làm chi, chỉ mắt ta là chấm thôi chứ đâu có hai chấm. Chứ nắm được không, nắm được cho mày không? Chê ta xí cá nè e cúp bà đá ni rô tha cha e ca lăng bà na quát thu ca chê tô yút ta duy bành nhà sa thầm mà chê ta xí ca mát ta chấm chưa có hai chấm nha, chấm thôi. Rồi cái chữ cái duy bành nhà sa chê ta xí ca là xuống cái phần dưới của cái phần dưới rồi hai thì hai nắm được ha. Rồi ok rồi giờ xuống nhận biết lại đây quý vị. Bỏ tay ông thầy luôn đó ông thầy. Nhật Quỳnh đưa bài qua Nhật Quỳnh không hiểu làm sao cho đúng. Nhật Quỳnh làm bài xong gửi ông thầy 3 lần luôn. Hỏi mới hồi sáng này hỏi ok chưa? Ok rồi. Rồi Nhật Quỳnh phải đi công việc. Rồi bây giờ về vớt lên. La làng lên trời ơi là trời.
gặp cái người dốt mà đưa bài kiểu này thì càng dốt thêm. Dạ thôi thì Nhật Quỳnh sẽ sửa theo ý của Quỳnh. Dạ dạ kính mời đạo tràng Nhật Quỳnh sẽ bớt bài lại ạ. Nam mô Bổn Tha dạ. Nam mô Bổn Tha dạ. Dạ bây giờ bài mới quá. Phạt ông thầy hả? À, thì hãy ông phạt đi chứ Nhật Quỳnh không dám đâu. Dạ phạt rồi ông thầy không có thèm dạy nữa thì mình dốt, nhất là Nhật Quỳnh dốt lắm. Dạ thì thôi bây giờ đạo tràng à, cho con nghỉ chút hả? Đạo tràng nghỉ đi, à, Nguyên Trang nghỉ đi. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh xin phép nha. Dạ lúc nãy Nhật Quỳnh đã bớt bài cho Quỳnh Kinh đọc rồi, mà Thượng Tọa Thanh Tâm thì lại không đọc được. Nhưng mà bây giờ Nhật Quỳnh mà đọc á, thì Nhật Quỳnh bớt ra nữa thì Nhật Quỳnh không thể chú tâm vô bài được. Tại vì bài mới Nhật Quỳnh cũng chưa đọc qua luôn, nên là phải chú tâm vô chữ Pali. Nên xin phép là Nhật Quỳnh đọc trước. Dạ đọc trước để chắc chị Mát Ta cái chuẩn bị được bài lúc nãy Nhật Quỳnh bớt lên rồi ha. Dạ để dạ bây giờ đạo tràng còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh xin được đọc bài ạ. Dạ còn nghe không? Tại mic của Nhật Quỳnh đó, Nhật Quỳnh thấy nó cũng rất tới rất lui. Dạ cảm ơn chị Hải Quy Nhơn nha. Dạ cảm ơn Nguyên Trang. Nguyên Trang nghỉ chút đi, Nhật Quỳnh biết Nguyên Trang cũng kinh mệt rồi. Chê ta si cá ê cúp ba ta ni rô tha chê ê ca lăng ê ca lâm pha quá quát thú ca chê tô yút ta điều banh nha sa thầm ma chê ta si cá ma ta điều banh nha sa chê ta si cá sắp bắt chít ta sắp bắt chít ta sa tha ra na có bảy một hát sơ hai về đá nà ba sanh nhà bốn chê tá nà năm ê cấp gá tà sáu chi vi tiền di dân bảy manasika rô cha ti sát ti mê chê tá si ca sát bá chít tá sa tha ra nà nà ra nà nà mát. Ba khin na ba na phiền na ca có sáu một quy tát cô hai quy cha rô ba a phi móc khô bốn quy văn năm bi tí sáu chanh đồ cha tí chắc im mê chê ta si ca ba khin na ca na na mắc ê ca ca na mắc ê qua mê tề chê ta si ca anh nhá sa ma ta ti về ti tấp và akusala có 14 một mô hô hai ahi ri càng ba anut tấp bằng bốn út thấp chằng năm lô phô sáu đích thí bảy ma nô tám đô sơ chín ít sa 10 mắt cha di văn 11 cút 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 chăng 12 thi năng 13 mít thiên 14 vi chí kít cha cha tích cha tích cúp cha tích chúp bác si mê tê mê chê tá si ca a cú sát la na mát na mô bích tha giá. Dạ con thấy sư vào cái nít thanh tâm rồi, có lẽ là sư sẽ đọc bài được. Dạ con cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm, con sẽ bớt bài lên từ từ để sư đọc ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ cảm ơn huynh, tưởng đâu có 6 điểm được 8 điểm là quan hỷ rồi. Dạ Nam mô Bụt Tha dạ, cảm ơn huynh. Dạ mô Phật. Trước hết cô xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào thầy kinh, kính chào đạo tràng. Bây giờ sư xin trả bài, trả bài, bài hôm nay khó quá. Trả bài bắt đầu bằng Chê Tá Xí Cá. Ê Cúp Ba Đá Ni Rô Thờ Chá Ê Cà Lâm Ba Ná Quách Thú Cà Chê tô yutta vipanya sa
Dhamma Cetasika Mata Vipanyasa Cetasika Pakinada Pakinaka có 6. Một quý tác cô, quý cha, hai là quý cha rô, ba là á thí mô khô, bốn là quý rí văn, số năm là pi tí, số sáu là chanh đô, cha tí chá y mi, y mê chứ, xin lỗi, chê tá si ca, bác kinh na ca, na ma e wa mê tê, chê tá si ca, anh nhá sá ma na tí, quê đi tắc ba, A Cú Sa Lá có 14. Một mô hô, hai là á hí rí căng, số ba là á nốt tắp băng, số bốn là ú thác chăng, số năm là lô pô, số sáu là đít thí, số bảy là ma nô, số tám là đô sô, số chín là y sa, số mười là mắc cha rí văn, số 11 là cúc cúc căng, số 12 là thi năng, số 13 là mít thanh, số 14 là quyết chí ký cha, này cha tí chúc đá si mê chê tá si ca á cú sa la na má. Vậy là xong rồi không, còn nữa không? Rồi đúng rồi, xong rồi. Rồi mời vị kế tiếp nha, sư gửi mic lại cho đạo tràng. Người vị kế tiếp giơ tay lên ạ. Mời vị kế tiếp, nếu không thì sư đọc tiếp ạ. Tasika e kupa da niro tha cha e ka lam ba na wak thu ka che to yutta vipanya sa thamma che tasika mata. Vipanya sa che tasika sappa citta sa tha rana có 7. Một là phát sô, hai là quê đá nà, ba là sanh nhà, bốn là chê tá nà, năm là e cắt gá ta, sáu là chí quý tinh rí dân, bảy là ma ná si ca rô cha tí, sát ti mê chê tá si ca, sắp bá chí tá sa tha rana ra nà ma nà ma. Ba kinh na ca có 6. Một là vít tắc cô, hai là ví cha rô, ba là á thí móc khô, bốn là ví đi dân, năm là bi tí, sáu là chanh đô, cha tí cha y mê chê tá si ca ba kinh na ca na má e quá mê tê chê tá si ca anh nhá sa ma na tí về đi tập bà a cú sa la. Cú sa la có 14. Một là mô hô,
2 là Ahirikan, 3 là Anottapan, 4 là Uttakchan, 5 là Lopo, 6 là Dithi, 7 là Mano, 8 là Doso, 9 là Issa, 10 là Macchariyan, 11 là Kutkuchan, 12 là Thinang, 13 là Mithang, 14 là Vichikicha, Satikuddhasimejetasika, Akusala, Nama. Dạ, con đã đọc xong, gửi mít rồi cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Sĩ Đức, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Kính chào chú Kinh. Dạ con xin đọc bài ạ. Sao hôm nay rung không ai lên đọc hết à? Cetasika ekuppa cố lên nữa. Nghe hơi nhỏ. Dạ con. Dạ được chưa cô? Dạ con xin đọc lại ạ. Hết hơi rồi. Dạ có nghe. À, con nhỏ lắm hả cô? Rồi được chưa cô? Con mở. Ok, dạ dạ, con mở maximum, gần maximum. Cetasika ekuppa danirotha caeka lang panawattuka ceto yutta vi pa nhà sa tham ma che tasika ma ta. Wow, tôi mới không. Ok mở nha. Rồi đó. Vi pa nhà sa che tasika sappacit tasa tharana có 7 1 Paso 2 Dana 3 Sanya 4 Chetana 5 Ekagata 6 Chivitin Chuyang 7 Manasika Rocha Tisatime Chetasika Sapachit Tassa Tharana Nama. Bakinaka có 6. Vitakko 2, 1. Vitakko 2. Vicharo 3. Athipokko 4. Viriyang 5. Biti 6. Chando, Chati, Chaime, Chetasika, Bakinaka Nama, Ewamete, Chetasika, Anyasama Nati, Weditapa. Akusala có 14, 1, Moho, 2, Ahirikan, 3, Anot,
Tát Bằng, 4. Út Thách Trần, 5. Lô Phù, 6. Đích Thi, 7. Ma Nô, 8. Đô Sô, 9. Ít Sa, 10. Machari Yang, 11. Khut Khut Trần, 12. Thi Năng, 13. Mít Thần, 14. Quy Chi Kích Trà, Chi Trà, Trà Ti Cúc Tà Si Mì, Chê Tà Si Cà, Akusala, Nà Mạ. Ủa hết rồi hả con? Dạ rồi con, dạ con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn chú Kinh, dạ con xin xuống mít tạ. Con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thập Mai, Nam mô Sàng Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con kính đảnh lễ sư Chư Đức, con kính đảnh lễ sư Thành Tâm, con kính đảnh lễ cô Khê Ma, con kính chào thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa con xin phép được đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn cô Trần Đạo đã cho con biết tín hiệu ạ. Chê ta sĩ ca e cúp bà đá ni rô tha ni rô tha cha e ca làm ban náo quát thúc ca chê tô yút ta đuý bàn nhà xa thầm ma chê ta sĩ ca ma ta đuý bàn nhà xa chê ta sĩ ca Sapacittasatharana có 7. 1. Phaso. 2. Vedana. 3. Sanya. 4. Chetana. 5. Ekagata. 6. Chivitinriyang. 7. Manasikarojatisa. Etasika sapacittasatharana nama bakinaka có 6. 1. Vitakko. 2. Vicharo. 3. Athimokho. 4. Viriyang. 5. Piti. 6. Chando Chati Chaime Chetasika Pakinaka Nama Ewame Te Chetasika Anyasama Nati Gwe Ditapa Akusala có 14. 1. Moho. 2. Ahirikan. 3. Anotapang. 4. Uthachan. 5. Lofo. 6. Dithi. 7. Mano. 8. Doso. 9. Issa. 10. Macchariyan. 11. Kutkukchan. 12. Thi Năng. 13. Mít Thần. 14. Quý Chí Kích Cha. Cha Tí Cút Đá Sĩ Mê Chê Tá Sĩ Cà Á Cú Sá La Nà Má. Dạ, thưa con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, kinh, con kính dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Đạo huynh xin kính chào sư Trí Đức, sư Thanh Tâm, sư huynh Kinh Minanda
giảng sư về dược pháp. Chu Nguyễn, cô Metta, cô tu nữ Khê Ma và tất cả anh chị em thân mến trong đạo tràng. Hồi nào giờ là chưa thấy cái kinh nào mà khó như cái kinh về diệu pháp này. Thú thật là huynh đọc không hiểu một câu nào trơn, nhưng mà sách xưa có câu là thiên lý chi lộ, thí ư túc hạ. Cái tiếng Việt dịch ra là cái con đường dài, thiên lý dài á, thì bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Thành thử đạo huynh xin cũng xin rất là cố gắng, dạ, nếu mà đọc có sai sót sửa có xưa xưa sai á thì chị xin quý sư Kinh Vinanda cũng như là quý vị sửa cho. Dạ dạ, xin cảm ơn cô Quỳnh nè, xin bót giùm cho đạo huynh ha. Dạ không biết bắt đầu từ đâu, không biết dạ Chê tá xích cá ê cúp bà đá ni rô đá cha ê ca lăng má ná quách thú ca chê tô dút ta túy ban nha xá đam ma xê tá xích cá mắt ta mắt ta. Không dạy sắp ba chích tá sa tha ra na có bảy, là số một là phát xô, số hai là quê đá na, số ba là sanh na sanh nha, xin lỗi, số bốn là sê tá na, số năm là ếch ê cắt gắt ta, số sáu là chi quýt tinh ri giang, nó bị chê cái chữ rồi. Số bảy là má ná xí ca rô cha tí xá sắp tì mê chế tá xích chế này âm dạy chê, xin lỗi, chê tá xích ca sắp ba xích tá sa đa rá na na má. Rồi đoạn kế tiếp, ba kinh ná ca có sáu là quý tắc khô, số hai là quý ca rô, số ba là áp thêm mô khô, số bốn là quý rí dân, số năm là bi tí, số sáu là chanh đô cha tí cha ý mê hả chê tá xích ca ba kinh na ná ca nam a e vá mê tê sê tá xí ca anh nha xá ma na tí quê đi tấp ba. Trời, đọc cái này mà đính thở nãy giờ luôn á. Dạ thôi, nếu mà đọc hình đọc cái gì sai sót thì xin quý vị thông đà hàng sửa giùm. Ô, còn nữa hả? Ok, còn nữa đọc tiếp. Còn nữa, dạ dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Á cú xá lá có 14, là số 1 là mô hô, số 2 là á hí ký á hí rí căng á hí rí căng, số 3 là a nốt tắp băng a nốt tắp băng, số 4 là út tha u út thắt chăng út thắt chăng út thắt chăng, số 5 là lô phô, số 6 là đích thí, số 7 là mano, số 8 là đô xô, số 9 là ít xa ít xa, số 10 là mắt cha rí văn, số 11 là cút
Cút Cút Chăng, số 12 là Thi Năng, số 13 là Mít Thăng, số 14 là Quý Chí Kích Cha, Cha Tí Cút Đá Si Mê, Sê Tách Xí Ca, A Cú Sa La Ma Na Ma. Cảm ơn sư Quỳnh cho bốn kiến thức. Mời cả dạ, đạo tràng thính pháp yên an lạc ạ. Dạ. Dạ, xin chào và xin không biết trên nhường cho người khác. Dạ, nam mô Bích Thầy á. Dạ. Dạ. Cái bài này thật sự nó không phải là bài mới mà tại vì mình làm theo kiểu khác, thành ra quý vị nếu như mình bị bỡ ngỡ nó khác, nhưng mà thật sự nó không có khác. Bây giờ để chúng ta đọc lại rồi xong cái phần Bali cái xin Nhật Quỳnh post cái phần tiếng Việt lên thì cho quý vị sẽ hiểu nắm được cái phần ý nghĩa luôn. Thì cái này chê tá xí khá ê cúp bà đá ni rô tha Chá ê ca lâm bá nó quách thú ca chê tô dút ta đúy. Chứ đúy này sao có gì cứ đọc trật cái này hoài ha. Chê tô dút ta đúy chứ phải quý quý ha, trật ha. Đúy bành nhà sá thâm chê tá xí ca mắt ta. Rồi quá tiếp đi, rồi giờ từ từ rồi đây nè. Đúy ha, chữ đúy đâu nè. Đúy bành nhà sá chê tá xí khá. Đúy bành nhà sá chê tá xí khá. Rồi mình đọc tiếp luôn. Sắp bá chích tá xa tha ra năng. Có bảy. Một. Phát xô. Hai. Quê đó nà. Ba. Sanh nha. Bốn. Chê tá nà. Năm. Ê cách gát ta. Sáu. Chi quý tinh rí văn. Bảy. Má ná xí ca rô. Gạch cái này một cái. Gạch ngang chỗ này một cái. Cái chữ cha tí này nó làm riêng. Hoặc là xuống dòng chỗ này. Manasikaro là năm sở tác ý á, gạch ngang cho bạn cái ha, chứ không phải dính luôn đâu, dính luôn là đặt rồi. Manasikaro rồi mới xuống dòng cái cha tí sắp tí mê chê ta xí ca sắp ba chít ta sa tha ra na na má. Xong cái phần đó rồi tiếp theo phần dưới. Bắc Kinh Nắc Ca có sáu. Một quy tắc cô. Hai, quý cha rô. Ba, á thi móc khô. Bốn, quý rí dân. Năm, bi tí. Sáu, chanh đô. Tức là sáu cái đó xong không? Rồi mới đọc cái câu kia kế theo. Cha tí chá y mê. Chê tá xí ca. Bá kinh ná ca na má. Chấm cái. Ê, quá mê tê. Chê tá xí ca. Anh nhá sá ma na tí quê đi tóc ba. Rồi tiếp tục. Á cú sá lá có 14. 1. Bô hô. 2. Á hí rí căng. 3. Á nốt tóc băng. 4. Út thắt chăng. 5. Lô phô. 6. Đít thí. 7. Ma nô. 8. Đô sô. 9. Ít xa. 10. Mắc chá rí văn. 11. Cút chăng. 12. Thi năng. 13. Mít thăng. 14. Quý chích cha. Rồi mới xuống dòng ha. Cha tí chút tá xí mê chê tá xí kha á cú sá la na má. Rồi như vậy rồi. Bó bó cái phần tiếng Việt lên đây con. Thì cái đầu tiên vô đó là cái câu đó đó. Ê cúp bà đá ni rô tha chá ê ca lăng bá ná quách thú ca chê tô dút ta đứ banh nhà sá thầm mà chê tá xí ca má ta. Tức là 52 tâm sở, tức là 52 trạng thái tâm á, tức là tâm sở đó, hai trạng thái tâm á, 52 trạng thái tâm là dịch theo cái chính từ đó vậy không, tức là nói về tâm sở 52 trạng thái tâm đồng liên hợp với tâm vương, là với tâm vương, tâm vua, tức là tâm đó. Đồng sanh,
đồng quả diệt cùng tâm vương, tức là đồng sanh đồng diệt á, mấy này mình học rồi á, bây giờ nó nói thì kiểu khác á, để cho mình hơi cảm thấy lòng trọng chứ. Tức là 52 trạng thái tâm, là trạng thái của tâm á, tức là thuộc về tâm sở đó, đồng liên hợp với tâm vương, tức là đồng kết hợp với tâm, thì lúc đó nó mới đồng bát sanh, nó cùng sanh, đồng diệt, đồng quả diệt cùng với tâm vương, tức là đồng sanh đồng diệt cùng với tâm vương là sự đồng, rồi mới đồng có một đối tượng, tức là có một cảnh á, đối tượng là cảnh á, đồng có một đối tượng và một căn, tức là cùng một căn, hãy nói đối tượng nào nương căn nào thì tâm sở cũng đối tượng đó nương căn đó, cùng với tâm vương, tức là đồng sanh đồng diệt, đồng nương một cảnh, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh thì được gọi là tâm sở. Thì đó là cái câu đó là e cúp ba đá ni rô tha chế e ca lăng bá na quách thúc ca chê tối dút ta duy banh nha sá thâm chê tá sĩ ca mắt ta, là câu đó. Rồi xuống cái câu dưới, cái câu dưới là duy banh nha sá chê tá sĩ khá, là 52 loại tâm sở. Cái chữ đầu shit post cái đó là sĩ nhật quỳnh duy banh nha sá chê tá sĩ khá. Đâu rồi? Đúng rồi đó, Vipanya Sacchetasika là 52 loại tâm sở. Rồi bắt đầu xuống dưới người ta mới ghi ra Sapvacittasatharana có 7, tức là 7 cái tâm sở biến hành. Tâm sở biến hành có 7 đó, thì là Sapvacittasatharana có 7, tức là 7 tâm sở biến hành đó. Rồi nó có cái chữ ca thăng, cái gì ca thăng, chữ ca thăng là thế nào, hỏi bảy tâm sở hành là thế nào, em sợ là thế nào, thì mình thấy cái chữ ca thăng là cái bài Bali không thấy chữ đó rồi. Chứ chừng mình sẽ bỏ bớt hả, ca thăng thế nào, một là phát xô, hai là quê nó na, ba là sanh nha, bốn là chê tá na, năm là ê cách cái ta, sáu là chi quý tinh trí văn, bảy là manasika rô. Rồi cha tí sách tí mê chê tá sĩ ca sắp tá chích tá sa tha ra na na má. Tức là đây là bảy tâm sở biến hành có bảy nè, xúc thọ tưởng tư hành bằng quyền tắc ý, bảy tâm sở này nằm chung trong tất cả các loại tâm, tức là cha tí sách tí mê chê tí sĩ kha sắp bách chích tá xa tha ra nà nà ma, là như vậy. Tức là ta nói là bảy cái tâm sở này nè, xúc thọ tưởng tư chứ hành bằng quyền tắc ý, là bảy tâm sở biến hành, là nó có mặt trong tất cả các loại tâm. Nhưng mà mất chữ ca thăng ở phía đâu mất tiêu rồi, và gài chữ đó cũng không quan trọng. Rồi đó là cái ý nghĩa tiếng Việt, là cái boss lên cái tiếng Việt tiếp. Ở đây người ta nắm được kiến thức học rồi, mà tại vì mình học thì mình làm khác, cái này mình làm chữ khác thì nó thấy hơi lạ lạ thôi chứ hiểu nó học rồi. Cái gì học rồi hết rồi. Rồi đó, tới là tâm sở biệt cảnh, tức là bên phần Bali là Bắc Kinh Nắc Ca có 6, tức là tâm sở biệt cảnh có 6. Là 1 là Quý Tắc Cô, 2 Quý Cha Rô, 3 Thí Móc Khô, 4 Quý Văn, 5 Bi Tí, 6 Chăn Đô, tức là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, là cái trước mình học rồi đúng không? Cái trước mình học đó rồi. Thì cái câu tiếp theo của nó là cha tí trái mê chê tá sĩ kha bắc kinh nó ca na má ê quá mê tê chê tá sĩ kha anh nhá sa ma na tí quê đi tấp ba. Tức là tiếng Việt, tức là sáu loại tâm sở này được gọi là riêng biệt hay là biệt cảnh, thì cái là sáu tâm sở biệt cảnh đó. Như vậy 13 tâm sở tự tha này, tức là 6 cái này với 7 cái ở trên mới đọc là 13. Như vậy 13 tâm sở tự tha, tâm sở này phải được hiểu là tâm sở tự tha, tức là những cái tâm sở tự tha, tức là gom lại từ cái 7 với cái 6 này gom là 13. Thì cái phần Bali người ta viết là đúng cái nguyên bản của cái Bali nó là như vậy. Rồi còn phần chót nữa, cái là mình hết cái phần luôn, tức là Akusala có 14,
Akusala là bất thiện, có 14 tức là tâm sở bất thiện á, nói Akusala là ở đây là mình phải hiểu là có tâm là có Akusala che tất cả. Tức là có 14. À, 1 là Moho, 2 Ahirikan, 3 Anottabang, 4 Uttachan, 5 Lopho, 6 Ditthi, 7 Mano, 8 Doso, 9 Issa, 10 Macchariyan, 11 Kukuchan, 12 Thi Năng, 13 Mithan, 14 Vichikicca. Rồi mấy câu chót. Cha tí chút đá xí mê chê tá xí khà á cú xá lá nà má. À, thì mình đọc ra tiếng Việt. Là tiếng Việt tức là tâm sở bất thiện có 14. Si vô tàm vô quý phóng vật tham và kiến ngã mạng sân đặc lận hối không trầm thì miên hoài nghi. À, là được có 14 cái như vậy đó. Thì 14 cái này là được gọi là 14 cái tâm sở bất thiện. À, vì nói không? Thì mình cái này là mình nói theo kiểu bên một cách khác của bên Bali cái khác. Còn cái kỳ trước bài trước học đó, thì mình phân ra là bây giờ như tâm sở bất thiện có 14 nhóm, chia làm 5 nhóm. Nhóm 1 là nhóm si phần, nhóm tham phần, nhóm sân phần, nhóm hôn phần, nhóm nghi. À, rõ ràng hơn thì cái này mình đọc kiểu khác, mình đọc Bali luôn, đọc một hơi luôn Bali để mình luyện luôn ha, mình luyện cái thêm phần Bali. Ở đây là cái bản chánh của cái phần Bali của Abhidhamma á. Để mình biết thêm, học thêm nhiều cách như này kia có cái lợi ích. À, mình có cái sự phản ứng nhanh lẹ đó. Rồi, như vậy là quý vị nắm được ha? Đúng rồi chưa? Rồi, có ai muốn lên đọc thêm lợi lợi không? Đọc thử lần nữa hay sao hay là vô bài luôn? Rồi, mời sĩ Duy Quỳnh lên xíu đây rồi có muốn vô bài luôn tính sao? Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh đã chỉ dạy cho cặn kẽ. Và xin thưa với Huynh là không có bỏ một chữ nào hết. Tại Huynh đưa qua chắc có lẽ là do cái chữ nó bị nhảy đó Huynh, nên nó mất cái chữ đó. Nhà như Huynh rất là cố gắng để gắn mấy cái chữ của Huynh lại, nó mới thành một câu như vậy. Cố gắng lắm mà như Huynh vẫn sợ sai, nên phải đưa qua Huynh tới 3 lần luôn để hỏi ý Huynh là làm sao cho đúng mà vẫn bị sai. Và như Huynh trước khi cũng sám hối với đạo tràng, xin lỗi. Dạ, viện chuyện quỳ là bình thường, sợ nhất là mình sai giáo pháp của Đức Thế Tôn là rất là có tội. Còn quỳ là chuyện nhỏ phải không số khác? Quỳ là chuyện nhỏ thôi nha, chỉ sợ sai thôi. Dạ, lời dạy của Đức Thế Tôn mà mình nói sai làm sai là cái nghiệp mình mang. Dạ, quỳ là chuyện hiện tại nha, còn nghiệp thì về tương lai nữa, nên rất là sợ. Dạ, thôi thì bây giờ số khá nè mới vào có thể đọc được hay không. À, hồi nãy Nhật Bình thấy Tâm Minh Hạnh nói bài khó quá, bây giờ Tâm Minh Hạnh có muốn thử không? Tâm Minh Hạnh thử đi, Tâm Minh Hạnh không sao đâu, mình đọc một lần nó sai nó chậm thì lần hai lần ba nó sẽ tốt thôi mà, không có chuyện gì. Nếu mà không dám đọc thì không bao giờ đúng thực hết á, quý vị cứ yên tâm. Số khá đọc ha, rồi Nhật Bình xuống mic đọc trong cõi trên cũng ok, nhiều lần thì sẽ hết cõi trên rồi. Mời số khá nha, Dục Bình bớt bài lên nhìn trên bảng nha, nhìn trên bảng room rồi đọc từ từ nha. Alo con không chú ý đọc mà, nên là con đọc nó không được được đúng. Cái mà mắt con nó lại kém nên đeo kính nên là nhìn chữ nó không rõ. Hà Nội con ở Hải Phòng, không Hà Nội. Dạ, vì tại vì là con học con có chú ý đâu nên là con đọc nó đây là bắt đầu đọc đây hả cô, chữ nhìn nó lóa mờ mờ. Dạ, thôi ra con cũng cố gắng con đọc. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ thượng tọa Chí Đức Sư Thanh Tâm, phụ
Chư Tôn Đức Tăng. Dạ con kính chào quý cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc Cetasika Ekubada Nizothacha Ekalang Bala Watthuka. Cetu Zutta Vipanyasa Thamma Cetasika Mata. Vipanyasa Cetasika Sapacitta Sattha Giá là có một có bảy một phát số hai quê đã là ba san nhà bốn chê ta là làm e các gác ta sáu chi quý pin dí răng đúng mà bảy má lát ca dô cha tí Sati me cita sita sabba cita sa tha rana lama Pakinaka Pakinaka có sáu. Một chữ khó nhìn quá cô ơi. Cái màu xanh xanh nước biển, xanh da trời. Có khi con không đọc nổi đâu, mắt con không nhìn được. Dạ không phải họ Đỗ nữa ạ, mà con thật sự là con không nhìn nổi ạ. Nó mờ con không nhìn nổi ạ. Con không đổ thừa. Con đeo cái kính đến 2 phẩy đấy ạ. Con đeo kính 2 phết rồi ạ, 2 phẩy đấy ạ, kính não ạ. Nếu mà chưa đen thì con nhìn được. Chữ màu con không nhìn được. Dạ con xin súng mic ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn chú ạ. Nhìn không nổi chữ ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Tri Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính chào Thầy Khinh, kính
Kính chào Nhật Nhật, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, bài hôm nay hơi khó mà con không dám đọc. Nên nãy giờ nghe thầy khinh đọc nhiều lần mới dám đọc. Dạ, con xin đọc bài ạ. Chê tá xí cá ê có bà đá nít rô tha chá ê ca làm bá ná quát thú ca chê chê tố dứt tha lý bàn nhà xá thăm mà chê tá xí cá má ta lý bàn nhà xá chê tá xí cá sắp bá chí tá xá thà ra na có bảy một phá xô hai quê đá na ba san nha che ta na năm e cắt gá ta sáu chi vi tin ri yang bảy manasika ro chati sati me che ta sika sabbacitta satharana rana nama nama. Dạ con xin đọc lại ạ. Manasika ro chati sati me cetasika sabbacitta satharana nama pakinaka có sáu. Một vitakko hai vicharo ba bit athimokko bốn viriyan năm bi tí sáu chando cha ti cha i me che ta sik ka pa kin na ka na ma e wa me te che ta sik ka anya sa ma na ti we ti we di thap ba akusala có 14 1 mo ho 2 Ahirikang 3, Anotapang 4, Uchak Uthakang 5, Opo 6, Dithi 7, Mano 8, Doso 9, Issa 10, Chariyang 11, Kutkutchang 12, Thi Năng 13, Mithang 14, Vichang Ikicha cha ti kudasime kudasime che tasika akusala nama. Dạ con đã đọc xong và nếu có sai xin thầy khinh sửa giùm ạ. Dạ con xin trả mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, sa thú tâm minh hạnh, đọc quá giỏi, dạ, Nam mô Bụt Tha, dạ, dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Dục Quỳnh biết được tín hiệu, cảm ơn Châu Nguyễn, dạ, quý vị có thấy ở trong máy của quý vị, chữ của Dục Quỳnh ra sao không? Dục Quỳnh đã cố gắng hết sức rồi, Dục Quỳnh đổi màu nâu, mà sao cứ nghe là số khá là nói màu xanh da trời, màu xanh dương. Dạ, chữ thì nhỏ nữa, mà Nhật Quỳnh không biết làm sao để cho Sú Khả có thể đọc được. Điện thoại hả? Bây giờ Sú Khả có thể đi coi chỉnh cái chữ cho nó to lên trong điện thoại mình, coi có được không Sú Khả? Dạ, chứ còn Nhật Quỳnh cũng cố gắng hết sức rồi. Dạ, cũng cố gắng hết sức để cho đạo tràng nhìn vào đọc bài cho dễ. Dạ, nếu mà chú khá hoàn cảnh chú khá không dùng ha bát được thì cũng tội nghiệp chú khá quá. Còn nếu mà dùng được laptop thì Nhật Quỳnh làm rất là rõ. Và những cái chữ mà cần coi như là đặc biệt thì Nhật Quỳnh đã cho màu hồng lên. Rồi những cái chữ Bali thì Nhật Quỳnh cho màu nâu. À, còn thì cho màu xanh hoặc màu xanh này màu xanh kia lên. À, nếu vậy thì chú xá thế vậy chắc vào Facebook thì thấy rõ hơn và Nhật Quỳnh cũng cố gắng hết sức rồi.
Dạ, kính mong quý vị trong đạo tràng hoan hỷ ha. Dạ, nếu Nhật Quỳnh làm chưa tốt thì giúp trình cho Nhật Quỳnh để Nhật Quỳnh làm tốt hơn, để quý vị có thể đọc bài tốt hơn. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ thì kính mời Quỳnh Kinh trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cho con nói tí. Cái này là do điện thoại của con, cô ơi. Con dùng cái điện thoại này, nó là cái loại Sony nên là cái chữ nó nhỏ tí, con chỉnh hết cỡ rồi. Tại là cái cô bên ấy là cái lick của cô là lick màu. Thế đâm ra cái điện thoại của con là nó lên màu, nếu tất cả các chữ là nó lên màu. Một là nó có hai cái màu, một là màu xanh da trời, và hai là nó là có cái màu xanh đậm á, xanh da trời với lại một cái màu xanh lá nữa. Thế là nó cái lick màu của cô á, thế là bót lên là cái điện thoại con nó hiện y nguyên hình như thế luôn. Thế nên là tại vì cái mắt của con nó kém. Con là đeo cái kính não là 2 phết đấy, 2 phẩy đấy, là loại nặng rồi đấy. Mà chữ nó nhỏ tí tí á, chỉ nhìn được mấy hàng chữ một cái là bắt đầu là cái mắt nó lóa lên là không thể nhìn nổi chữ nữa. Nếu mà toàn là chữ đen, nếu mà lít đen đấy thì bót lên thì là con nhìn rất là rõ, vì là không hiểu tại làm sao á, là cái điện thoại của con nó như vậy, chứ còn không phải là tại cô. Cô đừng có áy náy về cái chuyện đấy. Thì con thì con là thì con đeo kính. Dạ vâng. Nếu như chữ đen như là gì này, hai em hai Quy Nhơn đưa lên này thì là con đọc rất là rõ, nhìn rất là rõ, vì cái lick đen mà đưa lên chữ đen mà thì nó hiện lên chữ đen. Còn của cô nick màu xanh thì nó hiện lên y như là cái màu xanh, chữ y như màu xanh ở cái nick của cô luôn. Dạ vâng. Dạ vâng, thế thôi, con cảm ơn cô nhé. Dạ bây giờ con kính mời chú Thịnh chú Kinh Nhân Bích ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá. Không phải tại cô mà tại con đó. Rồi, Nam Mô Bụt Tha Giá, Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khai Giá. Rồi, giải quyết xong phải không? Rồi, bắt đầu mình vô học bài mới ha. Thì trước học tới tầm tứ tháng giải. Bây giờ mình vô học tiếp tục bài mới. Cái này hơi bị bất thời giờ chút xíu ha, quý vị thông cảm. Rồi, bây giờ mình học tiếp theo tâm sở cần. Quý giá, cần. Cần hay mở ngoặc là tinh tấn, để cho dễ hiểu, mở ngoặc để tinh tấn. Tinh tấn. À, đó ghi luôn cho nhiều khi đọc biết luôn cái chữ luôn ha. Rồi cái chữ quý giá này là từ cái chữ quy rá. Quy rá tức là người chuyên cần nỗ lực. À, nó từ cái chữ đó quy rá, ý nghĩa là người chuyên cần nỗ lực. À, rồi cái ráp là cái chữ quy rá này thành một cái chữ là quý giá. Quý giá có nghĩa là cố gắng, nỗ lực, trợ giúp, nâng đỡ. Ghi hết này ra để nắm những ý nghĩa đó ha. Rồi chữ quý giá là cố gắng, phải cái nỗ lực, trợ giúp, nâng đỡ,
cần mẫn, siêng năng, chịu đựng. Nhiều ý nghĩa trong định nghĩa là như vậy ha. Quý giá là cố gắng, nỗ lực, trợ giúp, nâng đỡ, cần mẫn, siêng năng, chịu đựng. Cần mẫn, siêng năng, chịu đựng. À, thì trong đây chúng ta thấy là cái ý nghĩa của cái chữ cần này, đó, chữ quý giá này, tức là một cái sự cố gắng, một cái sự nỗ lực, một cái sự là tích cực trợ giúp hoặc là nâng đỡ, hoặc là cần mẫn siêng năng, và thêm một ý nghĩa là chịu đựng, tức là cố gắng chịu đựng, thì như vậy được gọi là quý giá. Rồi, nắm được cái ý nghĩa đó, đơn sơ trước vậy đó ha, rõ ràng nha. Rồi cái cần quý giá này được phân ra làm có hai loại, thì mình ghi ra có hai loại. Đúng rồi, đúng dòng ha, như là tà cần và chánh cần. Đó là cần là một cái danh từ nói chung chung thôi, nhưng mà khi mà phân loại ra chúng ta mới thấy rõ được cái sự mà tinh cần, tinh tấn, tích cực, siêng năng hay là chịu đựng gì đó, thì nó có hai loại là tà cần và chánh cần. À, tức là những cái sự tích cực, nỗ lực, siêng năng, chịu đựng gì đó trong những ác pháp đó, thì được gọi là tà cần, hoặc là những cái pháp không đưa đến một cái sự lợi ích, đưa đến một cái sự mà giải thoát cho cái đời sống, thì được gọi là tà cần. Còn nghĩa thứ hai là chánh cần. Cái gì có tà chánh cần giống vậy? Chánh cần, cái nghĩa thứ hai là chánh cần, là tích cực siêng năng trong những cái thiện pháp, thì được gọi là chánh cần. Đó là có hai cái loại nó được phân hai loại như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói trong các khía cạnh, nói về trong các khía cạnh của cần á, thì trong các khía cạnh có bốn. Trong các khía cạnh có bốn. Rồi xuống dòng. Ghi chữ A nhỏ đây ha, cho nó A nhỏ, tấn quyền, hai chấm, điều hành, cai quản, thì kêu là tấn quyền. Tấn quyền, hai chấm, điều hành, cai quản. B, tấn lực. B, tấn lực, hai chấm, là sức mạnh không thối lui trước nghịch pháp, sức mạnh không thối lui trước nghịch pháp, gọi là tấn lực. Tấn lực, tấn như vậy, tấn nhà tấn, tấn lực, sức mạnh không thối lui trước nghịch pháp. Rồi C là cần giác chi, hai chấm, cần giác chi, hai chấm, là tích cực đưa đến giác ngộ, hay là tinh cần đưa đến giác ngộ đi cho nó hay ha. Cần giác chi là tinh cần đưa đến giác ngộ, là C đó. C là cần giác chi, là tinh cần đưa đến giác ngộ. Cần giác chi, hai chấm, là tinh cần đưa đến giác ngộ, tinh cần đưa đến giác ngộ. Thiếu cái chữ tinh cần, cần giác chi thì hai chấm cái. Đúng rồi. Rồi tới số D ha, chữ D là chánh tinh tấn, hai chấm, chánh tinh tấn, hai chấm, là tích cực trong việc diệt nghiệp luân hồi để chứng đạt niết bàn. Đó là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, tích cực trong việc diệt nghiệp luân hồi để chứng đạt niết bàn.
chánh tinh tấn, tích cực trong việc diệt nghiệp luân hồi để chứng đạt niết bàn. Tích cực nha, đánh lộn chỉ xảy ra cực. Rồi như vậy là trong nói về những khía cạnh của cái tâm sở căn nữa thì nó có bốn. Thứ nhất là nói về cái tấn quyền, tức là quyền là khả năng, là cái quyền điều hành. Thì như vậy tấn quyền nó thuộc về phạm vi là cái khả năng điều hành của cái vấn đề trong những pháp đồng sanh chung đó. Nó là có khả năng là điều hành, là cai quản các pháp đồng sanh, thì gọi là tấn quyền. Rồi về tấn lực, tức là lực là cái sức mạnh, tức là cái sức mạnh của cái sự mà tinh cần tinh tấn đó. Thì cái sức mạnh này á, nó trợ lực, nó giúp cho không thối chuyển trước nghịch pháp. Nghịch pháp tức là bất thiện có mà thiện cũng có nha. Ví dụ như mình làm việc bất thiện thì cái tấn lực, cái lực của cái sự mà tinh cần này để nó không thối lui trước cái nghịch pháp. Còn nếu thiện pháp thì nó sẽ không thối lui trước những cái bất thiện pháp. Thì như vậy là tấn lực. Rồi cần giác chi là này nói qua cái vấn đề là một trong những cái thân giác chi, là bảy pháp giác ngộ, bảy pháp đưa đến giác ngộ đó, tức là cái cần giác chi. Thì là cái chi pháp này được gọi là một cái sự mà tinh cần, sự tích cực năng nổ tu tập để đưa đến giác ngộ thì được gọi là cần giác chi. Rồi từ cái cần chi xong tới chi thứ tư là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn này là một trong bát chi đạo, tức là trong bát chánh đạo đó. Thì cái chánh tinh tấn này là một cái phận sự là tích cực để mà trong cái công việc mà để nó mà diệt những cái nghiệp luân hồi, tức là nó diệt những cái kiết sử phiền não để mà nó đạt đến một cái chứng đắc được cái niết bàn. Thì lúc đó cái chánh tinh tấn nó làm phận sự là nó diệt nghiệp, nó trợ lực nó để nó diệt cái nghiệp luân hồi, chứng đạt niết bàn. Thì giờ bạn có bốn cái khía cạnh mà để chúng ta phân ra để mình thấy. Thì trong cái vấn đề mà tích cực tinh tấn này nè, thì Đức Phật cũng có nói một cái vấn đề mà về cái di huấn sau cùng của Đức Phật. Thì hành đa đà đi phi khâu quê a man ta già mi vô quá giá thăm ma sang khăn sang kha ra ba ma đề na sắp ba đề thà tí. Này các tỳ kheo, nay ta khuyên dạy các thầy, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật, chớ có dễ vui đó. Thì đó là Đức Phật trước khi ngài viên tịch, ngài cũng đã khuyên các vị thầy cô hãy có tinh cần tinh tấn trong cái sự tu tập, nỗ lực tu tập, đừng có dễ vui. Thì như vậy chúng ta thấy chánh tinh tấn này rất là quan trọng, cái sự mà cố gắng tu tập. Rồi trong cái tiếp theo là chúng ta nói về bốn ý nghĩa, tức là bốn ý nghĩa, tứ ý nghĩa đó. Tứ ý nghĩa. Rồi số một, trạng thái hai chấm, trạng thái hai chấm, cách siêng năng bảy cái chịu đựng. Trạng thái là cách siêng năng phải cái để chịu đựng. Rồi hai là phận sự, phận sự là trợ các đồng sanh không lui sụp, phận sự của nó. Phận sự trợ giúp các pháp đồng sanh không lui sụp. Rồi số 3 là sự thành tựu, là sự thành tựu là không lui sụp, là sự thành tựu đó. Sự thành tựu là không lui sụp. Rồi số 4 là nhân cần thiết hai chấm, điều lo âu gạch cái, điều lo âu gạch xé một cái, điều làm rúng động tâm như cảnh già đau chết rồi cảnh vân vân,
cần thiết, điều lo âu, mình gạch chéo một cái, rồi điều làm rúng động tâm như cảnh già, cảnh đau, cảnh chết, cảnh bệnh, cảnh khổ, v.v. Rồi, như vậy là bốn cái ý nghĩa về cái tâm sở cần này ha, tức là cái trạng thái đó là cái cách siêng năng, tức là siêng năng tích cực, năng nổ là cái trạng thái của nó, hoặc là nó chịu đựng những cái cảnh nghịch cảnh đó, hoặc là nó cố gắng, nó tích cực, nó chịu đựng thì được gọi là cái trạng thái của tâm sở cần. Rồi cái phận sự của nó là trợ giúp, nó giúp đỡ, nó trợ giúp cho các pháp đồng sanh chung với nó đó, là những cái tâm sở đồng sanh chung của nó không bị lui sụp, không bị thụt lùi, không bị nản chí thụt lùi. Rồi cái sự thành tựu của nó là không lui sụp, tức là đã thành tựu, tức là không có sự lui sụp, tức là không có bị mà là bỏ cái công việc đó thì được gọi là thành tựu, là không có lui sụp. Rồi cái nhân cần thiết là những điều lo âu, tức là khi một người mình lo âu gì đó, là sợ bệnh thì siêng đi tập thể dục, sợ già thì là cố gắng là lo dưỡng sinh đủ thứ chuyện ha, tức là những cái điều mà làm cho lâu, sợ nghèo thì cố gắng siêng năng làm tích cực để mà gìn giữ tiền bạc là những cái điều lâu, hoặc là những cái điều làm rúng động tâm, làm cho mình cái tâm mình phải bị rúng động, bị sợ hãi, như là cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh khổ, vân vân, thì thấy những cái cảnh đó là làm cho cái tâm mình nó bị rúng động, cố gắng tích cực tu tập để mà thoát khỏi cái sự mà già khổ chết như vậy. Đó là những cái nguyên nhân mà để cho cái sự tích cực được phát triển lớn mạnh. Đó là cái nhân cần thiết. Thì là bốn cái nguyên nhân là trạng thái, phận sự, thành tựu và nhân cần thiết. Chúng ta thấy là nó có những cái vấn đề chúng ta cần phải nắm bắt là như vậy. Rồi, phân loại thì có hai loại. Một, tà cần. Hai, chánh cần. Một là tà cần. Hai là chánh cần. Mà hai chấm là tứ chánh cần, thận trừ tu bảo là tứ chánh cần. Hai là chánh cần thì nó có bốn, chánh cần hai chấm, tứ chánh cần, bốn chánh cần là thận trừ tu bảo. Thận chánh cần có bốn chánh cần, số 2 là chánh cần thì có bốn chánh cần, là tứ chánh cần là thận trừ tu bảo. Thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần, đó là vậy đó, là tứ chánh cần. Tứ chánh cần bốn pháp đó được ghi là tứ chánh cần, ghi cho rõ là hai chánh cần thì có được gọi là tứ chánh cần. Bây giờ phân là hai loại như vậy thì tức là tà cần, tức là cái sự mà siêng năng tích cực dấn thân vào làm những cái việc mà nó không có đem đến lợi ích giải thoát vậy, mà chẳng những vậy rồi ngoài ra còn những việc mà làm mà đem đến tai hại cho người, tai hại cho đời. Cái tà cần này nó nguy hiểm, rất là nguy hiểm, chúng ta không khéo là mình bị rơi vào trong những cái đề này. Như chúng tôi cũng có nhận được một cái số tin tức như vậy, chắc là bên Việt Nam mình biết, bên Việt Nam mình đó, nghe nói cái chùa Ba Vàng gì đó, nó bị người ta lên án, người ta chửi quá trời, lợi dụng niềm tin của Phật tử này, nghe rồi đem lợi dụng chánh pháp, rồi nói về vấn đề quan gia trái chủ gì đó,
thì những việc này gây rất nhiều dư luận, và người ta lợi dụng cái niềm tin của Phật, của Phật tử để mà ngài nghe nó kiếm cái bạc tỷ á. À, thì vấn đề này là mấy anh thầy bên mặt đồng này cũng làm nhiều cái thì cũng phải biết nổi luôn, không không biết mấy ông sao cái khả năng gì mà có thể mà kêu vong về được, để giải trừ quan gia là giải trừ quan trai được, rồi mấy ông lợi dụng những cái bài kinh của Đức Phật về kinh, những cái bài kinh này kia nọ trong Trung Bộ Kinh, trong Pháp Cú này kia nói lung tung vậy. À, thì chúng ta biết là họ rất là siêng năng tích cực trong những việc đó, họ tổ chức, họ làm những cái việc để mà kéo thiên tính càng đông càng tốt. Một người vô cửa là muốn giải vong là phải đóng bao nhiêu tiền này. Cái cuộc làm ăn này cái bộ cũng hấp dẫn, làm giàu mà khỏi đóng thuế luôn. Nên Việt Nam mình đủ trò, nó sơ sơ là, nhưng mà không biết bên trong sao, nhưng mà nó dính vô bạc là chắc chắn là không thể nào mà cản tránh được. Rồi đó là như vậy, là về tà cần. Rồi về chánh cần thì nó có bốn chánh cần, tức là tứ chánh cần, tức là thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thì như thế nào là bốn cái chánh cần này? Thận cần ở đây là pháp tu, tức là tứ chánh cần là bốn cái pháp để mà để trong 37 pháp trời đạo, bốn pháp này đưa đến cái sự tu tập tốt đẹp. Bây giờ thận cần tức là cẩn thận, cẩn thận, đừng để những ác pháp nào mà nó chưa sanh, cẩn thận đừng cho nó sanh, thì được gọi là thận cần. Để giải thích ý nghĩa trước để quý vị biết ha, tức là thận cần tức là mình cẩn thận gìn giữ, đừng những ác pháp nào nó chưa sanh á, đừng cho nó sanh. Bây giờ đúng không? Tức là thận cần, tức là gìn giữ, đừng cẩn thận gìn giữ trong đó, đừng giữ tâm mình, đừng có để cho những ác pháp nó chưa sanh, đừng để cho nó phát sanh, là được gọi là thận cần. Rồi trừ cần tức là khi mà cái ác pháp nó sanh lên rồi đó, khi mà nó sanh mình thận không được, giờ nó sanh lên thì mình phải trừ đó. Rồi trừ cần là phải tích cực siêng năng giết trừ những cái ác pháp nó đã sanh, thì được gọi là trừ cần. Thì hai cái pháp đầu này chúng ta để thận cần, tức là cẩn thận gìn giữ tâm, đừng để cho những cái ác bất thiện pháp chưa sanh, đừng cho nó sanh. Vậy là cẩn thận, cẩn thận là thận trọng đó. Nhưng mà khi mà nó sanh rồi thì sao? Phải dùng tới cái chiêu thứ hai là trừ nó, tức là trừ cần, tức là tích cực siêng năng giết trừ nó, không để cho nó tồn tại trong đầu mình, không để cho nó tồn tại trong tâm mình, thì được gọi là trừ cần. Đó là hai chi đầu. Rồi cái hai cái chi sau là tu cần, tức là những cái thiện pháp nào chưa có tu tập á, chưa có làm cho phát sanh á, thì cố gắng tu để cho nó phát sanh. Chẳng hạn như bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, vân vân vân, những cái thiện pháp đó thì mình chưa tu, bây giờ mình cố gắng, mình siêng năng, mình tích cực lên, cố gắng tu tập làm cho thiện pháp nó chưa sanh nó được sanh. Rồi thì khi mà tu nó phát sanh được rồi thì sao? Bảo cần, tức là gìn giữ bảo bọc. Giống như mẹ mà bảo bọc là con mình vậy đó. Thì bảo cần là gìn giữ bảo bọc những thiện pháp đã sanh, được cho nó được tốt đẹp, được tồn tại và nó được phát triển, thì như vậy được gọi là bảo cần. Quý vị nắm được này chưa? Tức là thận cần, trừ cần là hai cái chi đầu là nói về bất thiện pháp, mà tu và bảo thì nói về thiện pháp. Thận cần, cẩn thận gìn giữ những ác pháp chưa sanh, mình cố gắng mình tu tập đừng để cho nó phát sanh. Rồi khi nó phát sanh rồi thì phải dùng tới cái chiêu trừ cần, tức là tích cực siêng năng giết trừ nó, không cho nó tồn tại, thì được gọi là trừ cần. Rồi hai này làm xong vô thì cái tu cần là cố gắng tu tập những thiện pháp mà chưa sanh, cố gắng tu làm cho nó phát sanh, làm cho nó được lớn mạnh. Và khi nó phát sanh rồi thì cố gắng bảo cần, tức là gìn giữ bảo bọc, gìn giữ nó, trông nom nó cho nó tốt đẹp và làm cho nó phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Thì như vậy được gọi là bốn tứ chánh cần này luôn luôn được phải tu tập liên tục trong cái đời sống. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm là bốn cái pháp này, là nó nằm trong cái phần đó, nằm trong phần tinh cần trong cái tứ niệm xứ đó.
Rồi, đúng rồi, tôi cần, đúng rồi. Bảo cần là bảo vệ, gìn giữ, bảo bọc à. Bảo bọc, gìn giữ, làm cho nó phát triển, lớn mạnh lên. Rồi, đúng rồi. Rồi, cái gì nắm được không? Hiểu không ạ? Alo, nắm được cái ba tứ chánh cần đâu mà. Nắm được cái căn bản đó cho biết ra cho cái bông hoa gì ở đây. Rồi, ok. À, xa thứ không? Tiếp được ha, tiếp theo ha, tiếp theo. Rồi, tiếp theo cái học tới bát thảm cần. Bát là tám, bát thảm cần. Bát thảm cần. Đúng, bát chữ T chứ không phải chữ C. Bát là tám đúng rồi, bát BAT. Bát thảm, thảm là thê thảm đó. Bát thảm. Bát thảm cần là tám cái pháp thê thảm đó. Rồi, siêng năng trong cái tám do tám pháp thê thảm này là bát thảm cần. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, xuống dòng ghi ha. Một, khổ sanh. Hai, khổ già. Ba, khổ bệnh. Bốn, khổ chết. À, sanh, già, bệnh, chết á. Già, khổ bệnh, khổ chết. Năm, khổ địa ngục. Năm, khổ địa ngục. Đúng rồi. Sáu, khổ bàn sanh. Bảy, khổ ngạ quỷ. Tám, khổ Atula. À, rồi, đó là tám pháp này được gọi là bát thảm cần, tức là tám bàn sanh là những loài mà chúng sanh mà đi bốn chân thú á, loài bàn sanh à. Rồi, bát thảm cần là tám cái pháp mà thê thảm, tám cái pháp mà thê thảm mà để mà chúng ta suy xét về nó để mà nó phát sanh cái sự siêng năng tu tập. À, thứ nhất là khổ sanh, tức là sanh ra phải chịu những cái sự khổ sở, những cái sự mà bức bức bách khó chịu, những cái pháp này, là những cái vấn đề này nhiều khi mình không thấy được. Khi mà mình sanh làm người, mình tục sinh trong bụng mẹ, mình không có thấy được đó. Nhưng mà thật sự trong đó cũng rất là khổ sở khó chịu, chật chội này, ở trong bụng mẹ này kia nọ, hoặc là nói về cái chi pháp sâu hơn thì cái sự sanh lên nó bức xúc, nó làm cho cái tâm nó khó chịu, thì được gọi là khổ sanh. Rồi tới khổ già, tức là người bị già đi, phải khổ sở, nhưng mà thấy mình càng ngày càng già héo úa, úa sầu nữa nha, da nhăn nheo đủ thứ chuyện. Rồi tới khổ bệnh, suy xét về cái sự bệnh già, bệnh đau nhức mỏi thấp khớp, bệnh gan, bệnh tim, bệnh tăng xong, bệnh đủ thứ bệnh. Thì những cái sự khổ đó, mình suy xét những sự khổ đó để cho cái sự mà siêng năng tích cực tu tập nó phát triển được lớn mạnh. Rồi mình suy xét về sự chết, tức là khổ bị chết, tức là cái cảnh khổ về cái chết, và khi mà trước khi chết là chúng ta phải chịu bao nhiêu cái sự thống khổ, và ngay cái lúc mà chết chịu bao nhiêu những cái sự thống khổ, và như vậy sau khi chết phải sanh vào những cái cảnh giới đau khổ như thế nào. Thì như vậy phải suy xét về sự khổ chết, là khổ địa ngục, tức là sanh xuống những cảnh giới địa ngục, những cái cảnh giới mà khủng hoảng, cảnh giới thê thảm ha. À, chúng ta phải bị sanh vào đó nếu mà chúng ta không có một cái sự tu tập mà vững vàng, một sự tu tập tốt đẹp thì khó mà tránh khỏi những cảnh giới đó, là khổ địa ngục. Cho nên quán xét về những cái vấn đề này, chúng ta cố gắng tu tập, không có để cái thời gian mà làm những cái chuyện tào lao nữa, suy xét về mình siêng năng tích cực, học kinh, học pháp, hành thiền, tu tập, chứ không phải ngồi mình đi chơi đi tám này nha. Là mình chưa có nhờ những cái sự suy xét về cái bát thảm cần này, nó giúp cho mình có sự tu tập tốt đẹp. Rồi khổ bàn sanh, tức là khổ sanh vào những cái loài bàn sanh như thú, những loài
chó rồi mèo rồi quỷ rồi chó rồi mèo rồi chuột rồi rắn rồi này những cái loài mạng xanh rất là đau khổ rồi xanh vào ngạ quỷ xanh vào những loài ngạ quỷ tức là ngạ là khác quỷ là những cái loài quỷ quỷ đói quỷ khác xanh vào những loài cái vụ ngạ quỷ này cũng trong cái chùa Ba Vàng cũng nói là vong linh là thuộc về cũng thuộc về ngạ quỷ vong hồn vong linh cho nó mấy ổng nói tùm lum tà ba kêu cúng vong linh mấy ổng giải trừ nghiệp khổ ngạ quỷ thì mình phải suy xét về cái đời sống thì tranh vào cái cảnh giới ngạ quỷ này rất là đau khổ mình cố gắng tu tập cố gắng gìn giữ những cái điều tốt đẹp để cho nó thoát khỏi những cảnh giới này rồi tới khổ Atula cũng là những cái loài dưỡng dữ những cái loài xanh và những cái loài giống như là ác ma thì qua cái suy xét về tám cái pháp này mình cái suy xét về bát cần thì nó giúp cho mình có một sự nhắc nhở tích cực tu tập mình siêng năng mình tu chứ thôi mình làm biết lắm mình nhìn thấy cuộc đời đời vẫn đẹp sao đời vẫn đẹp sao mà tình yêu vẫn đẹp sao thì kia là mình khỏi tu luôn là quẩn đầu tu đi chơi cho sướng ha ăn uống bạn bè yêu đương đủ thứ vậy hơi làm biến tu nghỉ tu thì chính vì chúng ta không tác ý đúng pháp không tác ý đến cái sự thật của các pháp thành ra làm ra dễ vui không có tu rồi đó là bát thảm cần cái gì nó nắm được chưa alo đây được rồi ha ok rồi tiếp theo là bát đoan cần nãy là bát thảm cần giờ tới bát đoan cần bát đoan cần ok rồi bát đoan cần cũng như là nãy bát thảm cần giờ tới bát đoan cần các đoan cần cái chữ đoan này đó là đầu là mối là hai cái đầu là đầu mối là cái đầu mối để mà đưa tới cái sự mà tích cực siêng năng thì nó kêu là bát đoan cần đầu mối hai cái đầu vẫn là sợi dây có hai đầu đầu mối hoặc là cái đầu mối để mà nó phát sinh việc này việc kia thì kêu là đoan thì bát đoan cần là tám cái pháp tám cái đầu mối để mà đưa đến cái sự tích cực thì bộ tám cái bát đoan cần này đó thì chia làm đôi tức là có bốn đôi tức là tám chia làm đôi thì nó có bốn có bốn đôi có bốn đôi sự dòng cặp thứ nhất cặp một á cặp một cặp thứ nhất á cặp thứ nhất công việc cặp thứ nhất là nói về công việc là công việc hai chấm đã thành tựu gặp gái sắp làm ghi cặp một là công việc hai chấm đã thành tựu gặp chéo gái sắp làm đó là một cặp nói về công việc rồi đúng rồi cặp hai đi đường cặp hai nói về đi đường đi ngoài đường đi đường cặp hai đi đường hai chấm về đến gặp gái gần sắp đi là đi đường này. Về đến gặp một cái gần sắp đi đúng rồi xa đâu chết tuyệt vời quá ha xảy ra tặng bông đi chứ tặng bông cho nó phấn khởi lên chứ để ngồi bà viết lát bà mỗi tay bà la làng nữa tặng bông đi tặng bông đi
rồi sở thứ cho em là quan hỷ cái ha, rồi cặp hai đã rồi tới cặp ba bệnh hoạn hai chấm, cặp ba bệnh hoạn hai chấm vừa hết bệnh gặp cái vừa nhuốm bệnh à, là cặp ba, cặp ba bệnh hoạn hai chấm vừa hết bệnh gặp chéo cái vừa nhuốm bệnh. Đúng rồi, xa thôi cặp 3. Rồi, cặp 4. Vật. Hai chấm. Thiếu ăn, gạch chéo cái, đủ ăn. Cặp 4, vật thực. Hai chấm. Thiếu ăn, gạch, đủ ăn. Đó là 4 cặp, 4 đôi. 4 đôi, 4 đôi là bát đoan trần, là 8 pháp. Rồi. Để mà giờ mình phân tích cái cặp thứ nhất là nói về công việc à, cái thứ nhất là đã thành tựu, tức là nói về công việc tức là đã thành tựu, tức là công việc mình xong là thành tựu gì đó vậy à, là đã làm xong à, xong nhưng mà nghĩ đến còn nhiều việc nữa à, khi mà mình làm xong công việc rồi cái mình nghĩ đến còn nhiều việc khác chưa làm, cho nên khởi lên một cái tư tưởng siêng năng tích cực để làm tiếp. À, tức là cái sự siêng năng tích cực trong cái vấn công việc nó đã thành tựu, tức là vừa làm xong cái gì mình làm xong cái gì đó xong cái mình còn nghĩ tới cái chuyện khác mình chưa làm, còn nhiều gì chưa làm nữa mình làm tiếp, siêng năng tích cực làm tiếp, thì đó là đã thành tựu về công việc. Rồi cái thứ hai là sắp làm, tức là khi mình sắp làm cái công việc nào đó, đó mình nghĩ đến còn nhiều việc chưa làm nữa. À, cho nên mình cố gắng mình làm cho nó xem cho làm công việc này cho nó xong cho rồi để còn làm nữa à, tức là sắp làm mà nghĩ đến những cái công việc mình chưa làm à, mình khởi lên cái tư tưởng là tích cực mình làm, mình cố gắng siêng năng mình làm cho cái việc mình sắp làm đây mình làm đi cho nó xong đi à, để rồi mình còn làm nhiều việc khác à, thì như vậy là cái vấn đề cặp thứ nhất là công việc nói về cái sự mà đã thành tựu đã làm và cái sự sắp làm. À, cái thứ nhất làm là thành tựu làm rồi nhưng mà còn nhiều việc khác chưa làm à, ngồi suy nghĩ chết ra còn nhiều quá chưa làm phải đi làm tiếp à, làm cho khởi cái tâm siêng năng lên hoặc là mình sắp làm cái việc gì đó à, chẳng hạn như Sĩ Quỳnh sắp vô làm MC thì nghĩ tới giờ mình chưa làm nhiều việc mình chưa làm mình ráng làm cho nhanh để mình vô mình làm MC mình chép bài cho người ta à, tức là sắp làm mình nghĩ đến còn phải vô làm nhiều việc khác nên ráng là cho nhanh lên siêng năng lên à, đó là cái, nói về cái công việc cái gì nắm được hả? Hello cặp thứ nhất nắm được không? Hello được phải không? Rồi với cặp thứ hai, cặp thứ hai thì nó nói về đi đường à, tức là đi đường, đường là về đến à, về đến là sao, tức là mình về đến mình thấy là trong cái thời gian mình đi khỏi ví dụ mình đi công việc nào đó mình về đến nhà à, thì trong cái thời gian mình đi khỏi mình nhiều cái việc mình chưa có làm, mình còn bị bế, mình còn bị bỏ sót và phế trễ đó. À, thì khi về đến mà thấy cái thời gian mà mình đi như vậy à, mình còn nhiều cái việc quá là làm tiếp à, khởi tâm tích cực làm tiếp siêng năng làm à, hạn như là Sĩ Thị Quỳnh à, hoặc là Trần Đạo đi đâu công việc nó về đến nhà xong trong cái thời gian đi mình bỏ nhiều cái việc chưa có làm à, về tới thấy quản hồn chạy vô là siêng năng lục lọi quần áo chưa giặt, bếp núc chưa nấu chưa gì à, vô để chúng tôi lo nấu cơm thì thôi không nấu con không có ăn chồng không ăn nó quýnh ra thì về đến là thấy thời gian mình đi về đó mình bỏ nhiều việc chưa làm nên khởi tâm siêng năng em làm. Rồi đó là cái về đến, nói về cái sự việc về đến. Rồi cái mà sắp đi à, thì mình sắp đi xa đi rồi, thí dụ như à, sắp về Việt Nam quý vị, là sắp về Việt Nam rồi mà sắp đi về rồi giờ phải lo làm nhiều việc này việc kia
mình cố gắng mình siêng làm hết những cái việc mà còn lại ở đây, làm cho xong trước khi đi. Thì như vậy khi mình sắp đi thì mình lo làm, siêng năng làm trước. Cái sự siêng năng này do cái sự mà sắp đi xa để mình làm cho nó xong. Thì nó phát ra việc mà tích cực siêng năng trong đây là sắp đi, tức là gần sắp đi, một cái về đến, một cái gần sắp đi. Được chưa? Đó là ý nghĩa nói về cái vấn đề khi mà cái sự mà siêng năng, cái đầu mối để làm phát sinh cái sự siêng năng. Là về vấn đề đi đường, nãy công việc là vấn đề đi đường. Sắp đi là biết luôn không? Rồi tới cặp thứ ba được chưa? Tới cặp thứ ba là về bệnh hoạn. Bệnh hoạn nha. Thì khi thứ nhất là mình nói về vấn đề mà vừa hết bệnh. Thì khi mình hết bệnh đó, mình nhớ lại những cái việc mà lúc mình đang bệnh, mình bị bệnh, bị đau, bệnh mình chưa có làm. Mình còn bị bỏ lại, để lại những cái việc mà còn tùm lum tà la chưa có làm. Thật ra khi mình hết bệnh là mình khởi cái ý là siêng năng liền, khởi ý là tích cực nhảy xuống làm liền, lo làm cho hết những cái việc trong lúc mình bị bệnh mà mình không làm. Thì như vậy là vừa hết bệnh là khởi lựa được cái sự tinh cần để mà làm việc. Đó là vừa hết bệnh. Còn vấn đề sắp vừa nhóm bệnh thì sao? Là vừa nhóm bệnh, hết bệnh, vừa nhóm bệnh. Tức là sắp bệnh đó. Tức là mình sắp bệnh đó, mình cố mình làm xong. Để lỡ mà bệnh nằm xuống thì không ai làm. Thì mình sắp bị bệnh. Chết cha, giờ sắp bệnh, người thấy yếu thế, sắp bị bệnh tới nơi này. Và tôi còn gì cứ làm cho nó xong, cố gắng làm này, cho nó xong. Thì như sắp bệnh, cố làm xong. Để mà khi mà nếu có bệnh xuống thì mình không có làm được. Thì như vậy là nói về cái về bệnh hoạn. Tức là những cái vấn đề này nói trong đời sống mình hết á, thì những sự tích cực màu mối trong cái đời sống về công việc, về đi đường, về bệnh hoạn. Rồi đúng rồi. Rồi tới cặp thứ tư là nói về vật thực. Cái này vật thực này cũng quan trọng lắm. Tức là mình khi mà nói về vật thực, nói về thiếu ăn, tức là khi mình thiếu ăn, mình không đủ ăn, không đủ nuôi sống đời sống, thì cố gắng khởi cái tâm cố gắng làm việc, tích góp làm để dành dụm, lao động cực khổ để mà kiếm ăn, để mà cho nó có cái món ngon ngon, cho có được những vật thực được đầy đủ. Thì như vậy khi mà thiếu ăn thì nó làm cái đầu mối để nó phát sinh cái sự mà siêng năng để làm việc, để mà tích góp tài sản, để mà có tiền để mua đồ ăn, là vấn đề thiếu ăn. Rồi vấn đề đủ ăn thì ra, đủ ăn thì phải suy nghĩ là khi mình đủ ăn rồi á, thì nên nghĩ những lúc của mình không có ăn, phải nghĩ là những lúc mình thiếu ăn, mới khởi được cái sự tích cực, mới siêng năng làm việc tiếp. Chứ thôi đủ rồi không làm nữa sanh lười biếng. Thì như vậy đủ ăn rồi phải nên nghĩ đúng theo chiều hướng đó. Mình đủ ăn rồi nhưng mà phải nhớ lại những lúc mình không có ăn, giờ cố gắng làm để dành dụm, để ra lỡ rủi có gì mình không có ăn thì mình còn có tài sản để mà mình sống sót qua ngày. Thì như vậy đó là thiếu ăn là cố gắng, và đủ ăn cũng nên cố gắng, chứ không phải đủ ăn rồi bỏ sót. Đó là bốn cái bát đoan, tám pháp là bát đoan được chia làm bốn đôi. Là thứ nhất nói về công việc. Khi mà thành tựu rồi á, thì cũng phải cố gắng làm việc, chứ không phải thành tựu rồi nhưng mà làm biếng, mình bỏ lơ. Thành tựu rồi phải tắt ý suy nghĩ là còn rất là nhiều việc khác mình chưa có làm, cố gắng làm tiếp. Rồi sắp làm thì là nghĩ đến những việc chưa làm, nên cố gắng phải tắt ý cho đúng pháp, cố gắng làm cho nó tốt đẹp. Thì cũng vậy, đi đường, bệnh hoạn hay là vật thực, chúng ta phải khéo léo tắt ý, đừng để cho cái sự lười biếng nó xâm chiếm trong cái đời sống của mình. Lười biếng là đưa đến sự thất bại ghê lắm vậy. Trong học pháp là vậy, chúng ta học mà lười biếng là thôi. Về thấy cái bài Bali dòm nó thật khó quá, thôi cất. Khó quá. Rồi cất thì đi coi phim, đi làm gì khác. Đi ngồi tám, bắt điện thoại ngồi bấm chát nữa. Thì như vậy là tiêu. Bởi vì mình chỉ có một cái tác ý thôi.
mình tác ý sai là nó sẽ đưa đến cái sự lười biếng, mà cái sự lười biếng thì luôn luôn là đưa đến cái sự thất bại, đưa đến cái sự mà coi như là có thể nói là làm cho cái đầu óc mình nó bị u tối đi ha, mà cũng vì cái sự lười biếng mà. Rồi, rồi xuống dòng ha, xong ha, ok ha, quý vị nắm được cái bốn cái đầu mối này ha, để mình ứng dụng trong cái đời sống cũng rất là tuyệt vời đó, trong công việc, trong lúc mình đi đường, bệnh hoạn hay là ăn uống, thì mình nắm được cái pháp này để mình ứng dụng rất là lợi hại, ứng dụng trong cái đời sống rất là tuyệt vời. Nắm ha, ok. Xích Nhật Quỳnh đâu có tiêu rồi. Chắc bị đâu đây không? Chạy nó mất rồi. Hello, xin Nhật Quỳnh vô chưa? Nãy thấy văng ra, hình như bị té, vô lại chưa? Không biết nữa. Bây giờ cho biết coi. Chưa vô được ha, bị rớt mít ra. Rồi, chắc xích bị té rồi. Đợi chút xíu ha, bởi vì siêng năng quá, tích cực quá, công việc chưa làm xong rồi mà lo nghĩ tới chuyện khác, nó chạy qua anh gác cho lo làm thì rất biết thôi mà nghe vô là lạc bé hả. Rồi rồi vô được ha, rồi ok, rồi giờ mình tiếp tục cái phần chót của cái tâm sẽ cần là những điều cần ghi nhớ. Rồi, tiếng vòng, đánh qua thị rồi vòng cái. Không có mặt. Không nha, không có mặt trong 15 tâm quả vô nhân. Cộng kháng ngũ môn. 15 tâm quả vô nhân cộng 1 kháng ngũ môn. Tức là bằng 16 á. 1 tâm kháng ngũ môn. 1 15 tâm quả vô nhân cộng một tâm kháng ngũ môn, tâm kháng ngũ môn á, rồi đúng rồi là 16 ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, có mặt trong 105 tâm, có mặt trong 105 tâm, mở ngoặc cái 12 tâm bất thiện cộng một kháng ý môn cộng một ưng cú tiếu cộng 91 tâm tình hảo, có mặt trong 105 tâm, mở ngoặc cái 12 tâm bất thiện cộng một kháng y môn cộng ưng cúng vi tiếu cộng một ưng cúng vi tiếu cộng 91 tâm tình hảo, 91 tâm hảo rồi đúng rồi, 12 tâm bất thiện, bất thiện bất thiệt thì đánh nói chặt rồi, 12 tâm bất thiện là 8 tham 2 sân 2 si đó, 1 kháng y môn, 1 ưng cúng vi tiếu, 1 vi tiếu cũng được, 1 vi tiếu cộng 91 tâm tình hảo, là những cái tâm tình hảo từ tâm tình hảo đi xuống tới tâm sự thế luôn á, thì như vậy là 101 tâm, 105 tâm là có mặt trong 105 tâm. Rồi đúng rồi, vì tiếu nha, tiếu viết thiếu chữ y, t i e u tiếu, tiếu tiếu à. Rồi à, xuống dòng, gạt đầu dòng, hiệp cùng ba thể tánh thiện bất thiện vô ký. Rồi xuống dòng, tương ưng tứ danh quẩn, tương ưng tứ danh quẩn, đúng rồi. Rồi, bất tương ưng sắc quẩn, tương dòng bất tương ưng sắc quẩn, bất tương ưng sắc quẩn, sắc chi xe nhưng mà như tay rồi, tức là những điều ghi nhớ là chúng ta thấy là nó có, thứ nhất là không có mặt trong 15 tâm quả vô nhân, tức là bao nhiêu là chỗ nào đó quý vị, 15 tâm quả vô nhân, tức là 7 tâm quả bất thiện vô nhân cộng 8 tâm quả thiện vô nhân là 15 tâm quả vô nhân, đúng chưa?
cộng một khai ngũ môn, tức là tâm khai ngũ môn á, một khai ngũ môn. À, tức là những cái loại tâm này nó làm việc cái máy móc á, nó phản ứng tâm lý nó sanh lên. Ví dụ cảnh nó đến thì những cái tâm này nó sanh lên. Chứ nó không cần phải có sự mà siêng năng tích cực vậy. Cho nên tâm sơ cần không có mặt. Tức là không có mặt trong 15 tâm quả vô giới cộng một khai ngũ môn. Thì trừ năm 15 cái đó, trừ 16 đó ra thì nó còn lại nó có mặt trong 105 tâm. Những cái tâm còn lại 105 cộng với lại 16 là 121 tâm, có 121 tâm. Thì như vậy là còn lại là nó có mặt trong 105 tâm. Tức là mình kê ra là 12 tâm bất thiện, tâm kháng ý môn, ưng cúng quy tiếu và 91 tâm tịnh hảo. Mình viết nắm vậy không? Được chưa? Rồi hiệp ba thể tánh, tức là thằng đó luôn luôn có mặt trong tánh nào cũng có, thiện cũng có, bất thiện cũng có, vô ký nó cũng có, hiệp cục ba tánh. Rồi nó tương ưng với tứ danh quẩn, là thọ tưởng hành thức là tứ danh quẩn, là sở hữu cần này nó thuộc về hành quẩn. Thì như vậy nó tương ưng luôn, nó đồng sanh tương ưng chung với tứ danh quẩn. Nhưng mà nó bất tương ưng với sắc quẩn thuộc về sắc pháp, nó bất tương ưng sắc quẩn. Thì như vậy đó là tâm sở cần. Mình học xong cái phần tâm sở cần. Bây giờ là còn bao nhiêu phút nữa quý vị? 22 phút không? Rồi 22 phút này thì cho câu hỏi đố vui có thưởng không? Thì tới học tiếp chứ học nhiều quá khùng luôn. 22 phút thì câu hỏi được rồi không? Rồi cho nghỉ sơ chút xíu đi, rồi mời sư Nhật Quỳnh lên 8 thì đây chút xíu đi, rồi chúng tôi chuẩn bị câu hỏi đưa lên để mà hỏi vấn. Ok. Dạ, kính cảm ơn Quỳnh Vân, kinh Quỳnh kinh rất là nhiều. Dạ, kính mời đạo tràng có thể đưa tay lên đỡ mất giùm Nhật Quỳnh một chút đi, để Nhật Quỳnh có thể làm lại cái Facebook Nhật Quỳnh đưa bài học của Quỳnh kinh lên đó. Mà lúc nãy cái đường nét của Nhật Quỳnh nó bị rớt, bây giờ thì nó bị ngưng nửa chừng rồi. Và nếu vị nào quan hỷ đưa bàn tay lên để có thể đỡ mít giùm Nhật Quỳnh thì Nhật Quỳnh sẽ đưa tiếp tục bài của Quỳnh Kinh lên Facebook. Để quý vị nào có bị một cái gì đó thì có thể vào Facebook của Nhật Quỳnh hoặc là Facebook của Thi An Lạc và nghe thấy lại được bài học ngày hôm nay. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nếu không thì Nhật Quỳnh đành tới lúc nãy thôi nha Quỳnh nha. Bài của Quỳnh bị cắt nửa chừng, Quỳnh hoan hỷ nha. Dạ, hôm nào hôm nay thì Nhật Quỳnh cũng rất là hoan hỷ với cái Facebook của Thi An Lạc và nhiều người thân quen của Nhật Quỳnh, biểu Nhật Quỳnh cố gắng học để đưa lên Facebook những bài học ở trong lớp. Dạ, đạo tràng nãy giờ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sao Nhật Quỳnh nghe im ru vậy? Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Ồ, cảm ơn Châu Nguyễn. Nhật Quỳnh thấy những cái bài của Nhật Quỳnh đưa lên, thấy Châu Nguyễn cũng có thích nữa ha. Dạ, thì bây giờ hồi nãy cái đường nét của Nhật Quỳnh bị rớt rồi. Bây giờ là cái Facebook hồi nãy đưa bài học của Quỳnh là mất nửa chừng rồi. Mà chạy vào dạ Facebook của Nhật Quỳnh là để Nhật Quỳnh hồi nào giờ Nhật Quỳnh Nhật Quỳnh thì giấu nhà Nhật Quỳnh không có đưa hình bóng gì lên hết, chỉ núp lùm để vào coi quý sư hoặc là Phật tử đi đây đi đó thôi. Nhưng mà sau cái vụ Việt Nam gì rồi thì bạn bè lại đưa cái hình của Nhật Quỳnh lên, nên lại nghĩ ra cái chuyện đưa những bài học lên trên Facebook để cho mọi người cùng nghe. Rồi mời Quỳnh Kinh nha, Nhật Quỳnh sẽ đưa cái nick Facebook của Nhật Quỳnh để vị nào hoan hỷ thì cũng có thể vào đó nghe những bài pháp ở những cái lớp Phật giáo Nam truyền hoặc Pháp Cú Kinh chuyên đề hoặc là lớp Bút Thát Thâm Má, cũng như những bài của Ngài Giác Giới và giảng về Di Diệu Pháp. Rồi kính mời Quỳnh Kinh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, giờ chuẩn bị là câu hỏi không? Chuẩn bị quý vị sĩ Nhật Quỳnh hay là Châu Nguyễn đây ghi câu hỏi lên nha, ghi nhanh thì ghi.
Rồi, câu số 1. Thọ có mặt ở đâu thì sự sống thọ có mặt ở đó, phải chăng? À, thọ có mặt ở đâu thì sự sống thọ có mặt ở đó, phải chăng? Đúng rồi, rồi, mời quý vị lên luận bàn vấn đề này coi. Nam Mô Bụt Thầy. Mình bị rớt nghe nữa rồi. Dạ nghe lời rồi hả Châu Nguyễn? Dạ, Nhật Quỳnh xung phong để ăn ăn hột vịt nha Châu Nguyễn. Dạ, thọ có mặt ở đâu thì sự sống thọ có mặt ở đó, phải chăng? Dạ, Nhật Quỳnh thấy là không phải. Thọ là sự cảm nhận, còn sống thọ là sống lâu. Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ là như vậy. Dạ, có sai thì Quỳnh chỉ dạy để sửa. Nhật Quỳnh xin ăn số 0 trước. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Xa thú, xa thú, 10 điểm chứ, ngon lạnh. Rồi, cũng câu này, là ta hỏi ngược lại. Sống thọ có mặt nơi nào thì thọ có mặt nơi đó, phải chăng? Hỏi ngược lại, sống thọ có mặt nơi nào thì thọ có mặt nơi đó, phải chăng? Ghi câu đó ra, rồi ngược lại câu đó ha. Sống thọ có mặt nơi nào thì thọ có mặt nơi đó, phải chăng? Rồi, mời quý vị nha. Dạ, mô Phật, kính lễ chư Đông Đức Tăng, kính chào thầy Kinh và đạo tràng. Tại vì tôi thấy mấy người nói yes rồi, sống thọ có mặt nơi nào thì thọ có mặt ở nơi đó, thì có hai người, ba người, bốn người nói đúng rồi, thì sư cũng nói đúng. Sư cũng nói đúng vậy, mình sống lâu á, mình còn sống á thì nó có cảm thọ, thì nó có mặt. Tại mình đang sống mà mình có những cái cảm giác ha. Thì sống thọ nơi nào thì thọ có mặt ở nơi đó, thì câu này đúng rồi. Dạ, yeah. Rồi cảm ơn nha một phần. À, xa thú, xa thú, kính đi ăn xây. Quý vị đúng ha, 10 điểm rồi đó. Bây giờ sống thọ rồi còn có sự sống, rồi còn có tâm, tâm có thì đương nhiên thọ phải có, đúng không? Rồi này, hai câu và 10 điểm hết trơn ha, xà thú, xà thú. Rồi tiếp theo ha, câu hỏi tiếp là câu số 3. Thọ có ba: khổ, lạc, xả. Vậy phi khổ phi lạc là thuộc thọ gì? À, câu số 3 đó. Thọ có ba: khổ, lạc, xả. Vậy phi khổ phi lạc thuộc thọ gì? Rồi mời quý vị nha. Ơi sao xả hết ha, xa thú, xa thú nè quý vị, này mà 10 điểm hết ha. Rồi xa thú. Rồi câu số 4. Câu số 4 nha, nhận bị ghi nha. Có ai ghi không vậy? Cô Nhật Quỳnh như mất bận rồi đó. Nhờ giờ cho Nguyễn ai ghi giùm nha. Câu số 4. Còn có hả? Câu số 4. Khổ có mặt nơi nào thì lạc có mặt nơi đó, phải chăng? Khổ có mặt nơi nào thì lạc có mặt nơi đó, phải chăng? Rồi, mời lên nha. Rồi, sao? Người nói đúng,
gách cho tí nữa đúng, học online nói không. Phong Minh Hạnh thì nửa không nửa đúng. À, chứ thì Quỳnh sao đúng hay sai, chứ mấy ta đúng hay sai, mấy vị khác thì sao im ru rồi. Thì Quỳnh lên đó, rồi mời chứ thì Quỳnh nè. Dạ, Nhật Quỳnh xin sám hối vì do có việc ở ngoài chạy ra nên không có suy nghĩ được cái câu số 4 này. Bây giờ Nhật Quỳnh đọc lại. Dạ thì Nhật Quỳnh xin trả lời: khổ có mặt nơi nào thì lạc có mặt nơi đó phải không? Dạ không. Đã khổ thì sao có lạc được? Nhật Quỳnh nghĩ vậy. Nha, nếu mà đã khổ thì không có lạc. Nhật Quỳnh là nghĩ như vậy. À, nếu sai thì Quỳnh sửa để cho nó có đúng hơn. Tại vì mình đang khổ thì Nhật Quỳnh nghĩ là mình không có lạc được. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. Ơi, xa thú. À, nhưng mà học vi diệu pháp tôi mới trả lời theo vi diệu pháp vậy, nói thì đâu được. Nó khổ có mặt nơi nào thì lạc có mặt nơi đó thì nó không, thì tại sao? Bởi vì khổ thì nó nằm trong thuộc về thân thức thọ khổ, rồi thân thức thọ khổ thì làm sao có lạc? Lạc chỉ nằm trong thân thức thọ lạc, hai cái nào ra đó. Học vi diệu pháp mình nói theo vi diệu pháp vậy, nói cho nó rõ chi pháp rồi đàng hoàng. Ok, đúng chưa? Thú đạo thương, không phải thú đạo thương khác nữa. Thú đạo thương là đau khổ, nhưng mà khoái cái đau đó. Thú đạo thương. Rồi, câu số mấy bên đây? Câu số 5 hả? À, câu số 5. Do thọ có xúc, tưởng, tư, tắc ý. Đúng không? Do thọ có xúc, tưởng, tư, tác ý. Đúng không? Rồi, đó, do thọ có xúc, tưởng, tư, tác ý. Đúng không? Rồi, mời quý vị lên nè. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nhật Quỳnh xung không. Ăn số không tiếp chứ. Nhưng mà kể có ăn số không thì mới có không ra. Do thọ có xúc, tưởng, tư, tác ý. Đúng không? Dạ, đúng. Lý do như Vinh lúc nãy vừa dạy, nó nằm ở trong bảy tâm sở biến hành. Trong bảy tâm sở biến hành thì nó có xúc, thọ, tưởng, tư. Và còn nhất hành mạng quyền thì không. Nên là có nằm trong này thì Nhật Vinh nghĩ do thọ thì nó có xúc, có tưởng và có tư, có tác ý. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, cho số không để Nhật Vinh học thêm được ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Sao đúng. Im ru đây, không ai trả lời nữa. Dễ mà không dễ ha, dễ mà khó mà dễ. Giờ đặt cái vấn đề ra, chúng ta đặt vấn đề ra. Do thọ, phải có xúc, tưởng, tư, tác ý. Giờ có khi nào tự nhiên mình có thọ không ta? Có khi nào tự nhiên khơi cái thọ xanh không? Không biết là. Nào cái gì? Hello, em ru cái này, các bạn nghe không? Đúng rồi, có xúc mới có thọ chứ. Là mình mặc dù cái trên không sai, mặc dù mình nói là thọ có xúc tưởng tư thì nó nằm trong tâm sở biến hành thì đúng chứ không sai, nó cũng đúng nhưng mà nó không đúng, đúng mà không đúng. Vì mà cái xúc đi đầu, mà cái xúc thì thọ nó mới có, cái xúc có thọ có tưởng có tư nhất hành mọi người tất ý nó mới có mấy cái đó. Tại đó mình phải nói xúc đầu chứ không thể nói thọ đầu được. Mặc dù nó không sai nhưng mà nó là sai. Nó sai ở cái chỗ là cái xúc là cái khởi đầu tiên. Xúc là tập khởi tất cả các pháp mà không? Tại đây phải nói là cái xúc mới đúng chứ không có thọ, do thọ được. À, đó là vấn đề như vậy, nó dễ mà nó không dễ ha. Rồi, một câu cùng là hết giờ nha, câu chót nha. Câu chót là số 6 ha. Xúc, thọ, tưởng, tầm, tứ, tác ý luôn có mặt trong tất cả đó. Phải không? Xúc, thọ, tưởng, tầm, tứ, tác ý luôn có mặt trong tất cả tâm, phải không? Ghi kỹ hơn xin Nhật Quỳnh. Xúc, thọ, tưởng, tầm, tứ, tác ý luôn có mặt trong tất cả các tâm, phải không? Rồi, xin nhà quý vị trả lời nha.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh đã giải thích. Dạ, à, đúng mà sai, sai mà đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, nha, cảm ơn Vinh. Nhưng mà bây giờ thì còn có một phút nữa thôi. Dạ, đâu có nghe đâu, Nhật Quỳnh mới trở lại máy Vinh ơi. Dạ, Vinh đọc không có, Nhật Quỳnh không có nghe, Nhật Quỳnh lại, Nhật Quỳnh tưởng đâu Vinh giải thích, nếu lúc nghe giải thích, Nhật Quỳnh phải chạy ra ngoài. Dạ, quan hệ cho Nhật đi. Dạ, Nhật Quỳnh rất là nhiều việc. Dạ, cố gắng ở trước mặt máy, trước mặt có trước mặt máy, nhưng mà cũng phải trốn. Dạ, giải thù luôn đi ha. Dạ, cái câu hỏi có gì để tuần sau đi ha Huynh ha, hết giờ rồi. Dạ, rồi, chào cho Nguyễn nè, ở đây không chịu ghi dùm nha. Nên là bây giờ thì thôi, mời Huynh Kinh lên đúc kết buổi học ngày hôm nay xong rồi để Nhật Huynh xin. Dạ, hãy có là nhúc nhích rồi, không thấy nhúc nhích là biết là không có Nhật Quỳnh rồi. Dạ, nếu mà có thì Quỳnh cầm mít là Nhật Quỳnh đã nói nghe rồi. Nha, Quỳnh đạo tràng quan hỷ nha. Thỉnh thư chúc phúc ha, khỏi đúc kết ha. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Nam Mô Bích Hai giá. Dạ, con không biết thường tọa Thanh Tâm còn trước máy không. Dạ, nếu còn xin cho con một tín hiệu để sau khi chúng con hồi sám hối, chúng con cung thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng ạ. À, sao Châu Nguyễn nói gì hả? À, Châu Nguyễn nói gì Nhật Quỳnh chưa hiểu nha. Dạ, rồi con thấy ra tín hiệu của sư rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Quật tam ăn ghê na quanh đê hăng bà đa phạn sum quả ruột thể vô các lý tổ đô sơ buộc thâu khamma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần với chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đưa vi thẳng qua răng thầm mê vô kha li tô đổ sâu thầm mô khà ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hay hạng Phật bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vi thơ tam ăn sẵn khê vô kha li tô đổ sâu sẵn khô khà ma tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hay bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Thanh Tâm từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng mít đến sư và cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, yeah, mô Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con xin thay mặt chư tôn đức để phúc chúc cho đạo tràng. Sappi tiyo vivacchan tu sapparogo vinasatu mate bhava tu antarayo sukhi diga yuko bhava vivadana sili sanichang vutha bhajajino chattaro dhamma vatthanti ayuvanno sukang balang bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa buddha nubhave nasada sotthi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa dhamma nubhave nasada sotthi bhavantu te bhavatu sappa mangalang rakkhantu sappa devata sappa sangha nubhave nasada sotthi bhavantu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người. Là người năng nghiêng mình lễ bái cũng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì
đến người đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, yeah, Bố Phật thay mặt lớp học thành kính tri ân huynh kinh rất nhiều. Dạ, yeah, kính chúc thầy luôn được an vui. Dạ, Bố Phật kính chào đạo tràng. Sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Thanh Tâm đã từ bi phúc giúp cả đạo tràng. Ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ca tăng đề qua ma nô su bu chi tăng bu thăng nam ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ca tăng đề qua ma nô su bu chi tăng tham mang nam ma sa na su wa thi ho tu ya ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua ya ni qua an ta lê khê ta tha ca tăng đê qua ma nô su bu chi tăng sẵn khăn nam ma sa na su wat thi hô tu. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ. Chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được hoặc sanh thành lợi. Nam mô A Di Đà, chúng con thành kính đảnh lễ dân quà phước mà chúng con đã học kỳ diệu pháp đến với chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cô Tám Má tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Kỳ Viên, Thiên Lý Thiền Đường và chư thiên chung quanh nhà huynh kinh cùng chỗ ở của huynh kinh cũng như chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng nguyên nhân ni ban á sa bát cha yo hồ tu. Y đăng nguyên nhân ni ban á sa bát cha yo hồ tu. Y đăng nguyên nhân ni ban á sa bát cha yo hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và huynh kinh quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy di diệu pháp cho chúng con học để được sự lợi ích ngay hiện tại và được tự an vui lâu dài. Thành kính đảnh lễ này trở thành viên quý ngài như ý nguyện, kính cảm ơn quý ngài cho con. Một lần nữa con kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tới anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính chúc quý ngài, kính chúc huynh kinh, dùng kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Và con kính chào tạm biệt đạo tràng, và con cũng xin phép được phép cơ rung. Dạ, hôm nay con việc ở ngoài quá bận, con không thể để kinh
giờ chót, dạ xin sám hối với đạo tràng. Nam mô Bụt Tha, dạ con xin được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.